Các bạn đang nghe truyện sư huynh của ta quá mạnh trên kênh TV Audio CV. 19.861.077, kiếm ngủ khôi phục, tràn ngập sát ý, kiếm ngủ nghe vậy không ngờ không tức giận mà còn cười ha hả trả lời, chờ lát nữa các ngươi sẽ bí. Khôi phục được thực lực, lão tràn đầy tự tin, lần này dù lữ thiếu khanh và kế ngôn có liên thủ lão cũng không sợ. Đàm Linh nhìn một vĩnh, hỏi, một vĩnh đại nhân. Một vĩnh mặc kệ nàng ta, chỉ về phía xa xa nói với kiếm ngôn, bọn họ ở kia kìa, đi giết đi. Lúc này ánh mắt một vĩnh lạnh băng và ác liệt một cách rõ ràng, như một vị quân vương vô tình. Chỉ một câu nhẹ nhàng liền định sống chết của người khác. Kiếm ngũ không từ chối, đây cũng chính là nguyên nhân lão đến đây. Nỗi nhục mà Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn tặng cho lão quá lớn. Lão nhất định phải tự tay giết chết hai người bọn họ mới có thể rửa sạch sỉ nhục kiếm ngũ đằng đằng sát khí nghiêm túc nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hái đầu hai bọn chúng tới. Nỗi hận trong lòng kiếm ngũ sông lên tận trời, lão thầm thề thế nào cũng phải hái đầu của lữ thiếu khanh và kế ngôn xuống, làm thành tiêu bản, đây là chiến lợi phẩm của lão. Một vĩnh gật đầu, nhưng vẫn khuyên bảo kiếm ngôn, ngàn vạn lần không thể kinh thường. Ngươi có giết được kế ngôn không không quan trọng, nhưng lữ thiếu khanh kia nhất định phải chết. Lữ thiếu khanh, kiếm ngũ ngẩn ra. Lữ thiếu khanh này đâu ra thế này, lữ thiếu khanh chính là trương chính, hắn dùng tên giả. Một vĩnh cũng rất cạn lời, nếu không được nhị trưởng lão cho biết tên thật của lữ thiếu khanh, chính hắn ta cũng vẫn đang mơ mơ màng màng. Trời sinh giảo hoạt. Kiếm ngũ nói vân rồi nhoáng một cái bay đến chỗ lữ thiếu khanh. Đại nhân yên tâm, ta sẽ đi hái đầu nhân tộc ti tiện về ngay. Giọng nói tràn đầy tự tin kiếm ngủ cực kỳ tự tin lần này ai đến cũng không thể cứu được bọn lữ thiếu khanh thần thức của một vĩnh khóa chặt kiếm ngủ hắn ta cũng giống lão tràn đầy tự tin trừ phi lữ thiếu khanh và kế ngôn có thể kiếm được thứ đang dược giống như hắn ta cho kiếm ngủ vậy nhưng khả năng này thấp vô cùng một vĩnh lẩm bẩm một mình ta không tin các ngươi có được linh đan thất phẩm gần như tiệm cận với bát phẩm loại đan dược này chính hắn ta cũng không có được bao nhiêu. Đều là đang dược cổ sư phụ hắn ta để lại cho. Nếu không vì lần này, chắc chắn hắn ta sẽ không cho kiếm ngủ. Kiếm ngủ ăn được đan dược này, chẳng những có thể khôi phục phần lớn thực lực chỉ trong thời gian ngắn mà sau này lão còn có thể dễ dàng đột phá, bước vào cảnh giới hóa thần. Dùng một viên linh đan thất phẩm đổi lấy cái đầu trên cổ ngươi, coi như cũng đáng giá. Ánh mắt âm u, dường như một vĩnh có thể thấy được lữ thiếu khanh cách xa vạn dặm ở đó sương trắng mịt mờ có thần khí lọt ra một vĩnh lẩm bẩm ngươi không thể chạy thoát lúc này ba người đàm linh vẫn khó mà tin được bọn họ vẫn không thể chấp nhận được việc một vinh muốn kế ngôn giết hai người lữ thiếu khanh và kế ngôn cái này tính là gì qua sông đoạn cầu phải không đàm linh hơi tức giận một vĩnh đại nhân tốt xấu gì lữ thiếu khanh cũng từng giúp ngài phải không vì sao ngài còn muốn đưa kiếm ngũ đại nhân đi đối phó với họ với sự thù hận của kiếm ngũ dành cho lữ thiếu khanh chắc chắn lão sẽ không nương tay thì cơ và thì liêu cũng bất mãn thậm chí còn nhìn một vĩnh bằng ánh mắt khinh bỉ đằng trước nói một đằng sau lưng lại làm một nẻo đây là hành vi của tiểu nhân nhưng một vĩnh xem thường ánh mắt phẫn nộ của họ hắn ta nhàn nhạt giải thích bọn họ là nhân tộc chúng ta là thánh tộc thế bất lưỡng hai tộc thế bất lưỡng lập đàm linh lại càng bất mãn hơn một vĩnh đại nhân nhân tộc và thánh tộc có thể cùng tồn tại sư phụ ta đã nói vậy hắn đâu có đắc tội với ngài phải không không đắc tội với ta ư đắc tội với ta cực hung ác ấy chứ một vĩnh lắc đầu khẽ cười hỏi ngươi cho rằng ta muốn giết bọn họ là do oán hận cá nhân ư hắn ta lười giải thích các ngươi về đi chuyện nơi này không liên quan đến các ngươi đương nhiên nếu các ngươi muốn ra tay thì ra tay đi. Ba người đàm linh im lặng. Ba người tự biết thân biết phận, đàm linh mới chỉ là nguyên anh tầng 2, hai tỷ đệ thì cơ thì lưu chỉ mới gia nhập nguyên anh kỳ, là nguyên anh tầng 1. Cộng lại cũng không thể là đối thủ của một vĩnh. Nói cách khác, ba người bọn họ muốn ngăn cản cũng không cản được. Đàm Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng ta hy vọng có thể thuyết phục một vĩnh, một vĩnh đại nhân, ngài làm vậy không sợ bị người khác chê cười sao một vĩnh lắc đầu ta làm vì thánh tộc sợ gì người khác chê cười hắn ta lười giải thích chỉ nói các ngươi cố mà xem đi xem bọn họ vùng vẫy dẫy chết thế nào kiếm ngủ đi tới chỗ lữ thiếu khanh mê cung trận tràn ngập sương trắng mịt mờ phủ vài dặm xung quanh không ai có thể thấy rõ được cảnh tượng bên trong lúc này đột nhiên bên trong có tiếng động vọng ra đầu tiên Kiếm ngũ sững sờ, nhân tộc đang làm gì bên trong vậy, mà giọng nói của một vĩnh đột nhiên vang lên như thể khá gấp rút, hét thẳng vào tai lão, ra tay, nhanh chóng ra tay, bọn chúng muốn chạy trốn. Kiếm ngũ cũng kịp phản ứng, không gian sóng sánh. Sát khí cuốn dày đặt trên mặt kiếm ngũ, khí tức kinh cũng chảy ra mãnh liệt. Muốn chạy trốn à? Nằm mơ đi. Trả giới chỉ trữ vật cho ta. Kiếm ngũ hét lớn, Trường kiếm trong tay sáng bừng lên, kiếm quang vọt lên trăm trượng rồi giáng xuống thật mạnh. Tiếng thét vang vọng tận chân trời, kiếm khí cường đại tung hoành, chấn động đại địa. Trước một kiếm này, mê tung trận tứ phẩm lại có vẻ rất nhỏ bé, trước thực lực cường đại của kiếm ngũ vỡ ra ầm ầm. Sắc mặt một vĩnh không hề có nét cười. Hắn ta chỉ hận không thể tiến tới đó xem xem rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Không ngờ lại có thể bố trí một truyền tống trận nhanh như thế nơi này không phải thánh sơn cũng không phải thánh địa mà là một không gian khác xây truyền tống trận nối từ một không gian khác đến một không gian khác càng thêm phức tạp cũng cần nhiều thời gian hơn không thể làm xong chỉ trong hai ba canh giờ ngắn ngủi chẳng lẽ bọn họ muốn truyền tống trong không gian này hai mắt lấp lóe một vĩnh âm thầm tự suy đoán nhưng khi thấy mê tung trận vỡ nát sắc mặt một vĩnh có dễ coi hơn kha khá dù thế nào đi nữa Mê tung trận cũng vỡ nát rồi. Một thắc sau một vĩnh liền có thể ra tay tấn công bọn lữ thiếu khanh. Dù truyền tống trận có khởi động, kiếm ngũ cũng có thể ngăn được. Một vĩnh nhẹ nhàng thở ra. Ba người đàm linh bên cạnh thì nơm nớp lo sợ. Nhìn mê tung trận bị phá, sắc mặt ba người lại càng khó coi hơn. Thế này bọn lữ thiếu khanh khó thoát khỏi tay kiếp rồi. Thì lưu cúi đầu thở dài, không nhịn được mà nói: Ôi thảm rồi hai vị đại nhân chết chắc rồi thực lực của kiếm ngũ còn chưa khôi phục được hoàn toàn nhưng cũng có bảy tám phần lữ thiếu khanh và kế ngôn thì sao họ đều bị thương nghiêm trọng trong trận chiến có thể đi đường cũng coi như giỏi chống đỡ lắm rồi đừng nghĩ đến chiến đấu gì đó nữa thì liêu không cho rằng đến nước này rồi kế ngôn và lữ thiếu khanh còn có thể lật ngược thế cờ lần này ta tuyệt đối không thể bị vã mặt nữa ánh mắt thì Lưu vừa kiên định vừa tự tin. Lời này khiến cho hai nữ nhân bên cạnh đều bất mãn. Thì cơ nhéo đệ đệ mình một cái, bất nói hưu nói vượng ở đây đi. Một vĩnh cười ha ha, rất vui vẻ, hắn ta nói không sai đâu, bọn họ khó mà thoát khỏi tai kiếp này. Một vĩnh đại nhân, ngươi làm vậy quá hèn hạ. Thì cơ lại càng xem thường một vĩnh. Nếu thực lực đầy đủ, thế nào nàng ta cũng phải giáo huấn cho một vĩnh phải dừng lại một vĩnh xem thường. Đây là vì thánh tộc, có bị bêu danh hắn ta cũng không thèm để ý, lúc này Đàm Linh cũng không biết vì sao mà đột nhiên nói, hắn rất giảo hoạt, kiếm ngũ đại nhân cũng không chắc có thể đối phó được với hắn. Một vĩnh cười lạnh, chỉ ra phía xa, ngươi tự xem đi. Nói gì cũng không có sức thuyết phục bằng tận mắt nhìn. Mê tung trận bị phá, mây mù trắng biến mất cùng trận cùng phong, để lộ ra thứ bên trong nhưng nụ cười của một vĩnh lập tức biến mất. Một cánh cửa sáng trắng, bên trong có một vòng xoáy, một pháp khí màu xám trắng nhảy vào trong vòng xoáy đó. Vòng xoáy lớn biến mất, ngay sau đó cánh cửa lớn cũng chậm rãi biến mất. Đã không còn thấy ba người lữ thiếu khanh đâu. Một vĩnh suýt nữa thì phát điên rồi. Bọn kia đâu rồi? Ba người lớn như thế giờ đâu rồi, sao lại biến mất không còn nữa, không giống như truyền tống trận trong tưởng tượng một vĩnh cắn răng phẫn hận vô cùng, đáng chết. Lại có pháp khí xuyên không gian. Ngàn tính vạn tính lại tính sai điểm này. Kim ngũ đánh vỡ mê tung trận, thanh thế kinh thiên vừa vặn che giấu đi động tĩnh của bọn lữ thiếu khanh. Vì thế, một vĩnh không phát hiện ra, đâm ra bỏ lỡ mất cơ hội ra tay. Nghĩ được rõ ràng, sắc mặt một vĩnh lại càng khó coi hơn, lại bị lữ thiếu khanh chơi cho một vố. Đáng chết, một vĩnh nghiến răng, xem như ta lại thua một trận nhỏ. Sau này đừng có để ta gặp được ngươi. Cho dù là hắn ta, cho dù có địa vị rất lớn, hắn ta vẫn cảm thấy rất khó chịu. Phải nhịn cơn giận kia lại thật sự khó chịu. Đây chính là năng lực của Lữ Thiếu Khanh, dù có đi rồi cũng sẽ khiến cho người ta hận nghiến răng. Đột nhiên, thì cơ trần chờ nói, kia, kia có phải tốn ma thạch không? Trong thần thức, mọi người thấy một ngọn núi nhỏ cao chừng 40-50 mét sừng sững giữa bãi đất trống. Trước ngọn núi nhỏ kia cắm một tấm bảng gỗ. a à, thì cơ nhắm mắt lại, tiếp tục nói, hình như trên đó còn có chữ viết. Trên tấm bảng hiệu trước mặt cũng có chữ viết. Ngu xuẩn. Không được rót linh lực vào đó, mấy chữ cong vẹo đầy mùi cảnh cáo và trào phúng. Kiếm ngủ gầm lên, đáng chết. Nhân tộc đáng chết, còn nhanh hơn cả chuột kiếm ngũ giận đến mức sắp tắt thở luôn, đằng đằng sát khí tìm đến đây cuối cùng lại vô hụt. Giống như dốc hết sức đánh vào bịch bông vậy, khó chịu vô cùng. Lão tức giận đến mức suýt nội thương. Đáng chết, đáng chết. Kiếm ngũ đằng đằng sát khí, nhìn ngọn núi nhỏ trước mắt kia. Thoáng một cái, lão xuất hiện trước ngọn núi nhỏ. Đây là một ngọn núi nhỏ được xếp từ các tảng đá màu xám trắng to to nhỏ nhỏ. Siêu siêu vẹo vẹo, chẳng đẹp tí nào. Ngược lại, còn khá xấu. Thi thoảng có vài tia chớp lập lòe xẹt qua bề mặt tảng đá, khá là quỷ dị. Theo như kiếm ngũ, dòng chữ viết trên nọn núi nhỏ và tấm bảng gỗ thực sự là trào phúng một cách trần trụi. Đáng chết! Ngươi bảo ta không rót linh lực vào là ta không rót vào đấy à, kiếm ngũ giận dữ đưa tay đặt lên tốn ma thạch. Không được, thì cơ bỗng nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi sắc mặt đàm linh, một vĩnh, thì Liêu cũng hoàn toàn thay đổi. Một vĩnh lập tức gầm lên, dừng tay. Giờ khắc này, đàm linh xem như hiểu được nguy hiểm thực sự là gì. Một tảng tốn ma thạch cỡ nhỡ nổ tung có uy lực tương đương với một đòn tấn công của hóa thần kỳ. Vậy một tòa núi nhỏ như thế, mấy trăm mấy ngàn viên tốn ma thạch cùng nổ, uy lực sẽ lớn chừng nào, không một ai biết, mấy người đàm linh cũng không cách nào tưởng tượng được thấy kiếm ngũ đưa tay ra, đàm linh lập tức kịp thời phản ứng lại, thấp giọng hô lên, chạy. Nàng ta cùng thì cơ thì lưu lập tức xoay người bỏ chạy. Mặc dù cách xa như vậy nhưng họ vẫn cảm thấy không an toàn. Mặc dù một vĩnh đã hét lớn ngăn kiếm ngũ lại nhưng không còn kịp nữa rồi. Linh lực trong cơ thể kiếm ngũ theo bàn tay mãnh liệt rót vào ngọn núi tốn ma thạch trước mặt. Hào quang chói lòa, năng lượng kinh khủng bộc phát. ầm ầm, trước cổ năng lượng khổng lồ này kiếm ngủ không kịp kêu lấy một tiếng đã biến mất trong vụ nổ năng lượng của vụ nổ không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh mười dặm trăm dặm ngàn dặm hào quang sáng chói như mặt trời chiếu sáng cả tuyệt phách liệt uyên Quang mang vạn dặm chói lóa lòa mắt dù cách đó hơn vạn dặm mười vạn dặm cũng có thể thấy rất rõ ràng đám mây hình nấm khổng lồ bùng lên bọn đàm linh nhanh chóng thoát đi như cừu nhỏ gặp sói xám, có thể chạy được bao nhanh là chạy hết bấy nhiêu. Vụ nổ khủng khiếp vang lên sau lưng, bọn họ quay đầu, chứng kiến được cảnh tượng vụ nổ kinh khủng đó. Đám mây hình nấm khổng lồ, hào quang sáng chói, như mặt trời nổ. Đất trời rung động, chấn động không ngớt, trong vụ nổ không gian không ngừng vặn vẹo như gợn sóng. Hỏa diễm như hỏa long phóng lên tận trời, như tấn công tận thương khung. Phạm vi vụ nổ không ngừng mở rộng, tất cả mọi thứ trên mặt đất đều biến mất trong vụ nổ kinh khủng núi lớn rừng rậm hồ nước động vật hết thảy hết thảy đều hóa thành bụi trong vụ nổ rồi bị chôn vùi trong ngọn lửa trong không trung không ngừng xuất hiện khe hở màu đen vụ nổ khủng khiếp xuyên thủng hư không phá vỡ không gian ba người đàm linh không dám dừng lại chỉ cắm cổ chạy chạy đến khi cảm thấy tạm ổn mới dám dừng lại họ quay đầu nhìn vụ nổ sau lưng mà mặt mũi trắng bệch Im lặng thật lâu. Vụ nổ lần này, dù đã cách rất rất xa, hơn 10 vạn dặm, bọn họ vẫn cảm nhận được uy lực vô hình khổng lồ kia. Đến tận đây, uy lực của sóng xung kích vẫn không hề tầm thường. Từng cây từng cây đại thụ ngã trái ngã phải, có thể sánh với một trận gió lốc cấp 12. Một vĩnh cũng xuất hiện, nhìn vụ nổ phía xa xa, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Lữ Thiếu Khanh chạy rồi thì thôi, còn tiện thể để lại một cái bẫy nữa. Trong vụ nổ này, dù là kiếm ngũ cũng không thể còn sống được. Quy lực của vụ nổ này nói ít cũng phải tương đương với một đòn liên thủ của năm đến bảy vị đại năng hóa thần. Kiếm ngũ thành cạn bã. Cũng không biết còn có thể đầu thai được không nữa. Tiểu tử hèn hạ, một vĩnh hận đến nghiến răng. Giảo hoạt. Quá giảo hoạt, còn giảo hoạt hơn cả lão hồ ly giảo hoạt nhất. Một vĩnh đại nhân, Thế nào, đàm linh nhìn vung nổ, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui sướng, nàng ta cố ý hỏi một vĩnh, bọn lữ thiếu khanh trốn rồi, ngài định làm thế nào? Một vĩnh nhẹn một ngọn lửa trong lòng, hừ một tiếng, không muốn nói gì. Khi hắn ta đang muốn trời đi, bỗng nhiên sánh mắt hắn ta trở nên sắc bén. Đám mây hình nấm sinh ra trong vụ nổ không ngừng thu nhỏ, thậm chí biến mất, như lọc vào vòng xoáy nước, bị hút vào trong mặt nước sâu hung hút rồi tan biến đám mây hình nấm bụi mù và đủ thứ liên tục bị hút vào bề mặt hư không xuất hiện các khe hở lớn nhỏ không đồng đều có cái giống như một cái giếng tròn tròn tĩnh mịch đen không thấy đáy, như một vết sẹo kinh khủng dữ tợn các vết nứt to to nhỏ nhỏ hiện đầy trên bầu trời như một khối pha lê vỡ tan tành với vô số vết nứt không ngừng chiếc xạ ánh sáng đen vừa quỷ dị vừa kinh dị thì liêu không nhịn được mà nói cái này cái này sẽ không giống như vừa rồi chứ một vĩnh nghe vậy, trái tim sắp vỡ tan rồi. Thật vất vả mình mới giải quyết được uy hiếp từ tiểu tử kia, giờ lại tới nữa sao, tới nữa, làm sao ta bế quan được, trong lòng một vĩnh bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng một vĩnh phát hiện ra những khe hở không gian kia đang không ngừng khép lại thì nhẹ nhàng thở ra. Còn may đây chỉ là vết nứt không gian bình thường, chẳng mấy chốc sẽ tự đóng lại. Một vĩnh nhìn khe hở hư không phía xa xa, thấp giọng hầm hừ, hừ, tiểu tử muốn chơi lén ta à không dễ vậy đâu nhưng thì cơ đột nhiên chỉ phía xa xa kêu lên kia kia là cái gì một vĩnh vừa nhìn thì ngây dại toàn thân phía xa xa từng tia chớp đen bỗng nhiên bắn ra từ vô số khe nứt như bầy rắn ngủ đông thức tỉnh từng con từng con chui ra từ dưới lòng đất cuốn éo bay lên không trung bò ra tứ phía lại như quần ma loạn vũ tia chớp đen không ngừng cắn nuốt biên giới khe hở hư không, không ngừng gặm nhấm không ngừng mở rộng phạm vi khe hở hư không. Chỉ trong mấy hơi thở, các loại khe hở sát nhập vào nhau, tạo thành khe hở hư không càng lớn hơn. Trong ánh mắt khó tin của bọn một vĩnh, một khe hở dựng đứng cao hơn 200 dặm, rộng mấy chục dặm lại lần nữa hình thành. Như một con mắt ác ma dựng đứng, tản ra khí tức kinh khủng, khe hở hắc ám sau lưng thôn vệ tất cả ánh sáng nếu nhìn chầm chầm vào nó, người ta sẽ cảm thấy linh hồn của mình sẽ bị thôn phệ. Đáng. Đáng chết. Sắc mặt một vĩnh vô cùng âm trầm, cho dù là hắn ta cũng không nhịn được mà mắng to, nhân tộc đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Khe hở xuất hiện lần nữa tức là sao, tất cả những gì hắn ta làm trước đó còn có nghĩa lý gì, hối hận trong lòng một vĩnh không ngừng sát nhập giống như khe hở trên bầu trời, không ngừng mở rộng, khiến cho hắn ta hối hận không thôi sớm biết vậy hắn ta đã không có ý định giết lữ thiếu khanh hẳn là hắn ta không nên làm gì để cho lữ thiếu khanh rời đi có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên thế này hiện giờ lữ thiếu khanh đã rời đi không thể dễ dàng đóng khe nứt to tướng này lại một vĩnh tái xanh tiếng lốc bốt từ biên giới khe hở đen lọc vào tai hắn ta giống như tiếng lữ thiếu khanh đang chê cười hắn ta không phải hắn ta thua một trận nhỏ mà là thua hoàn toàn gờ rào trong khe hở hư không lại lần nữa vọng ra tiếng gào thét của quái vật dù là ai cũng có thể nghe được sự vui sướng ẩn chứa trong âm thanh đó sau đó từng con quái vật từ trong khe hở xuất hiện lại lần nữa che kín cả bầu trời mà quái vật màu đen kia lại khác hẳn với quái vật hỗn tạp bình thường cái bóng to lớn thi thoảng thoáng hiện ra quái vật càng cường đại hơn cũng xuất hiện hơn nữa còn không chỉ có một con quái vật điều binh khiển tướng cuối cùng đã có một đội quân lớn chạy tới. Một Một vĩnh đại nhân, bây giờ nên làm gì? Đàm Linh quay đầu sang nhàn nhạt hỏi một vĩnh. Tuy nói là vì thánh tộc, hắn ta muốn trừ khử Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại còn chưa diệt được Lữ Thiếu Khanh mà lại để cho hắn mở khe hở hư không ra một lần nữa, kéo tới đám quái vật không rõ ngọn ngành kia. Một vĩnh trầm mặt, nhìn quái vật không ngừng xuất hiện, cuối cùng thở dài một hơi, đi đi thôi, đây không phải chuyện một hai người có thể làm được. Đám quái vật này xuất hiện, phải tập hợp sức mạnh cả hàng tinh mới có thể đối phó. Một vĩnh xoay người rời đi, ánh mắt lạnh băng. Hắn ta quyết định lên đỉnh Thánh Sơn hỏi xem rốt cuộc người kia muốn làm gì. Nhưng khi một vĩnh quay lại điểm truyền tống trận lại phát hiện truyền tống trận ở đây không ngừng sáng lên, từng nhóm từng nhóm tu sĩ áo đen tiến vào. Đệ tử của các thế gia lớn cũng đều xuất hiện. Trong đó còn có đông đảo tán tu. Tiếng người huyên náo, dòng người không ngừng tuôn ra, đồng thời các tu sĩ thánh địa đang xây dựng quân doanh, cứ điểm, bố trí trận pháp lấy truyền tống trận làm trung tâm. Ánh sáng không ngừng lấp lóe, khí thế bốc lên tận trời, tất cả mọi người đều như cỗ máy được khởi động, ai nấy đều tự lo nhiệm vụ của mình, phân chia trách nhiệm, hành động có thứ có tự, khí tức túc sát càng quét trên không, đại chiến sắp xảy ra. Lữ Thiếu Khanh bước ra, quay lại chăm chú nhìn vòng xoáy sau lưng. Thấy xuyên giới bàn xuất hiện, hắn bắt được rồi mới thở vào một hơi. Mặc dù thời gian xuyên qua rất ngắn, nhưng hắn rất sợ có ai cướp mất xuyên giới bàn giống như mình lúc trước. Nếu thế hắn sẽ khóc đến chết. Được rồi, xong, Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng vỗ vỗ tay, hít hà một cái, vui vẻ nói, về tới thập tam châu chưa. Nhưng trong không khí có một mùi hương khiến hắn nhíu mày. Lạ thật, Sao chỗ này hơi thối?" Giọng nói của Tiêu Y vang lên, "Nhị sư huynh, sao ta cảm thấy chúng ta không phải ở Thập Tam Châu?" Lúc này Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Tối tăm mờ mịt, bầu trời âm u, tầng mây xám thật dày như một tấm vải dày cộng che kín cả bầu trời, không để một tia sáng nào lọt qua. Mặt đất xám tro tới gần như thành màu đen. Dẫm lên một cái tro bụi sẽ bốc lên, phía xa xa cũng là một mảnh xám xịt không có màu nào khác thi thoảng có gió thổi tới sẽ cuốn bụi đất lên chỉ có khô cằn không có lấy hơi thở sinh mệnh nào đứng ở đây chợt cảm thấy hoang vu lữ thiếu khanh ngây dại đây là đâu thập tam châu có chỗ thế này sao lữ thiếu khanh hỏi kế ngôn huynh nói cho ta biết chúng ta đã tới võ châu sao võ châu một trong thập tam châu võ châu ở phía bắc trung châu giáp với yến châu là một châu tương đối hoang vu trong số 13 châu. Không đợi kế ngôn trả lời, Lữ Thiếu Khanh nắm lấy tóc mình. Bị chớp đen bổ trúng, lúc này tóc hắn không khác gì một cái ổ gà. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy tóc mình, hô lớn, không sai, nơi này chắc chắn là Thập Tam Châu. Ha ha, Thập Tam Châu, ta về rồi. Lữ Thiếu Khanh phóng vọt lên trời, phi đi xa xa. Tiêu y lo lắng hỏi kế ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh điên rồi sao? kế ngôn cười nhàn nhạt không khác là mấy nơi này không phải thập tam châu quanh đi quẩn lại mất bao công sức như thế còn chưa về được chắc hắn sắp điên rồi tiêu y càng thêm lo lắng hai mắt đỏ ngày lòng đau muốn nát nhị sư huynh chịu khổ nhiều như vậy nhất định là rất khó chấp nhận được kết quả thế này đại đại sư huynh nhị nhị sư huynh không sao chứ kế ngôn lắc đầu ai mà biết được hắn sau đó, hắn ta nhìn thoáng qua tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cứng đờ, ngoan ngoãn nhảy xuống, biến thành lớn, ghé vào trước mặt kế ngôn. Hắn ta ngồi lên lưng nói, ra lệnh, đi theo. Khi hắn ta tìm được lữ thiếu khanh, hắn đang ngồi dưới đất, trước mặt trải xuyên giới bàn. Khí linh giới hai tay ôm đầu ngồi sổng trước mặt lữ thiếu khanh. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn giới chầm chầm, thân thể giới khi thì hư ảo, khi thì chân thực, chập chờn như một ngọn đèn lồng, phải chịu áp lực siêu lớn. Thấy kế ngôn và Tiêu Y tới, hai mắt giới mới sáng lên. Nó muốn đứng dậy. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, ngồi xổm xuống cho ta, hai tay ôm đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, đồ vô dụng. Ngẫu nhiên đưa tới bất kỳ chỗ nào trong Thập Tam Châu cũng được mà ngươi xem ngươi đưa chúng ta đến đâu rồi. Tốt nhất ngươi nên nói nơi này là Thập Tam Châu của nhân giới, nếu không giới phiền muộn vô hạn, nhưng nó có nỗi khổ khó nói. Nó chỉ có thể hứa hẹn, lão đại, lần sau sẽ không. Còn có lần sau nữa. Nếu có lần sau, ta sẽ thiến ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống chân núi khiến cho giới hoảng sợ. Sau một thời gian chơi quen với vô khâu, mặt quân, giới cũng có giới tính thật sự. Tiêu y nhìn khí linh, hai mắt sáng lên, cảm thấy rất hứng thú trong thời gian này có vẻ nhị sư huynh có được không ít đồ chơi tốt nàng tiến lại gần nhìn giới như một đứa trẻ tò mò hỏi lữ thiếu khanh nhị sư huynh nó có thân thể thật sao muội có thể sờ nó không giới vội đứng dậy chỉ vào tiêu y mà mắng tiểu nha đầu đừng có bắt nạt ta ta là khí linh lục phẩm đấy lữ thiếu khanh đưa tay bắn bay nó khí linh rỡm tiêu y đau lòng nhị sư huynh đừng bắt nạt nó giới rưng rưng nước mắt, lúc này trong mắt nó tiêu y cao lớn vô cùng. Đây là người tốt. Nó bay trở về, ghé vào bên tay tiêu y, vui cha, có hơi đau. Giới trên tay tiêu y như con chó con lông xù vậy, nàng cười hì hì xoa đầu nó, đau không? Ta xoa xoa cho ngươi. Giới nhắm mắt lại, cực kỳ hưởng thụ, thì ra tay nữ nhân non mềm như thế. Thật thoải mái. Còn thoải mái hơn cả tay lão đại giới cọ cọ vào tay tiêu y như một con chó con mặt mũi đầy hưởng thụ nhưng một khắc sau nó lại cảm thấy toàn thân lạnh toát vừa mở mắt ra thấy ánh mắt của lữ thiếu khanh giới sợ hãi giật nảy mình nhảy dựng lên lão lão đại lữ thiếu khanh cười ha hả rất dễ chịu rất hưởng thụ đúng không giới vội vàng lắc đầu dù sao cũng sống mấy trăm năm rồi nó vội vàng cười nịnh hỏi lão lão đại ngài ngài có dặn dò gì sao lữ thiếu khanh đưa tay tóm lấy nó kéo lại trước mặt hung tợn ra lệnh ngay lập tức tìm đường về cho ta nước bọt phun đầy mặt giới đủ cho nó tắm giới không dám trì hoãn vội vàng cảm nhận bức tường không gian một lúc lâu sau nó mới khó khăn nói lão lão đại có vẻ bức tường không gian rất cứng rắn giống như lúc trước ta không tự tin nơi này là nơi nào Lữ Thiếu Khanh nghe xong càng muốn đánh người. Không được, không được, phải nhịn một chút, không thể nổi giận. Nhưng mà, nhịn muội nó chứ, bao giờ ta mới có thể quay về cái ổ chó thoải mái dễ chịu của mình đây, Lữ Thiếu Khanh khẽ vương tay, lại đánh giới bắn ra ngoài. Đều tại cái đồ rỡn nhà ngươi. Ngươi nói bức tường không gian trong tuyệt phách liệt uyên rất yếu, có thể đưa ta về thập Tam Châu. Giờ ngươi đưa ta đến nơi mà cứt chim cũng không có lữ thiếu khanh chỉ trời mắng đất lửa giận bốc lên tận trời trống lên chửi giới đây là cái nơi rách nát gì hả nhị sư huynh đừng bắt nạt nó nó cũng không muốn tiêu y đau lòng vội bảo vệ giới giới nho nhỏ bị lữ thiếu khanh phun đầy nước bọt nhìn rất đáng thương trái tim tiêu y tràn đầy tình thương đúng rồi ta cũng không muốn mà nhưng chẳng có cách nào khác Giới vội vàng bắn lấy tay tiêu y trốn trong bàn tay nàng rồi mới thò đầu ra, lão đại, ta cũng không biết đây là đâu. Lúc này kế ngôn mới lên tiếng, nếu ta đoán không sai, thì đây hẳn là bắt mạc mà một vĩnh nhắc đến. Sao huynh biết là bắt mạc, Lữ Thiếu Khanh hầm hừ nhìn chầm chầm kế ngôn đang ngồi trên lưng tiểu bạch hổ, hỏi, mà không phải là võ châu. Kế ngôn mở mắt hỏi, vừa rồi đệ đã chạy xa như thế, không phải trong lòng đã có đáp án rồi sao? đi một vòng rồi để có thấy dấu vết có người sống không cộng với tất cả những gì thấy đây nữa không phải rõ ràng sao tiêu y không thể không cảm thán quả nhiên đại sư huynh hiểu rõ hành vi vừa rồi của nhị sư huynh nhìn thì như không chịu nổi đã kích thực ra là hắn vừa điều tra thử một vòng kiểm tra địa hình nàng còn đần độn lo lắng không biết nhị sư huynh có nổi điên không nữa cũng chỉ có kế ngôn thân là đại sư huynh mới đoán được Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Lữ Thiếu Khanh lại càng khó chịu hơn. Không khí nơi này rất tồi tệ, nhưng hắn có thể ngửi được mùi vị đặc trưng của hàng tinh. Tám chín phần mười nơi này chính là bắt mạc. Cút xuống cho ta, Lữ Thiếu Khanh khó chịu đi tới trước mặt tiểu bạch hổ, chỉ vào kế ngôn, đây là chỗ ta nằm. Đi ra. Không. Kế ngôn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, đừng có làm phiền ta tiêu y thấy thế vội vàng lên tiếng muốn chuyển sự chú ý của lữ thiếu khanh nhị sư huynh bây giờ chúng ta nên làm gì giờ phải đi đâu quả thật lữ thiếu khanh đã chú ý sang việc khác nhìn quanh một vòng thăm dò nơi này hoàn toàn hoang lương trên mặt đất phủ một tầng bụi thật dày lờ mờ có thể nhìn thấy có màu xám cho bên dưới phía xa hoàn toàn mờ mịt khó mà thấy được gì nhưng thi thoảng có một hai cái bóng mờ mờ chắc là cây khô hoặc đá tảng. Lữ thiếu khanh nhìn một lượt, nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Hắn lấy xuyên giới bàn ra, hung tận ra lệnh, cảm nhận cho ta xem, tường không gian chỗ nào mỏng hơn. Không biết mình đang ở đâu, muốn rời bắt mạc là không thể. Nơi này quá rộng lớn, dù có đi mãi không ngừng cũng không chắc có thể đến. Chẳng bằng tìm nơi nào phù hợp rồi truyền tống rời khỏi nơi này. Trong tay Lữ Thiếu Khanh không có tọa độ phù hợp, Hắn có muốn bố trí truyền tống trận để rời đi cũng không được. Bây giờ chỉ có thể dựa vào xuyên giới bàn trong tay. Được Lữ Thiếu Khanh rót linh lực vào, giới lơ lửng trên xuyên giới bàn bắt đầu cảm nhận. Cuối cùng, nó chỉ sang hướng đông bắc, lão đại là bên kia, nhưng xa lắm, cảm giác không chuẩn lắm. Chỉ có thể cảm nhận được đại khái sức mạnh không gian bên đó yếu hơn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn theo hướng giới chỉ, bầu trời chuyển màu từ xám thành đen trong sắc trời tối tăm mờ mịt màu đen phía xa xa như ẩn như hiện khiến cho tim người ta cũng đập nhanh hơn lữ thiếu khanh trầm ngâm không nói gì nơi này từng bị quái vật xâm lấn bị ma tộc vứt bỏ nghĩ thôi cũng biết không phải nơi lương thiện gì hơn ngàn năm qua có trời mới biết nơi này sẽ sinh ra cái gì nghĩ một lát lữ thiếu khanh cảm thấy vẫn nên đảm bảo trước hắn vung tay lên phi thuyền to lớn lấy từ phương gia xuất hiện vững vàng đáp xuống mặt đất cuốn lên bụi mù mờ mịt. Lữ thiếu khanh nhảy lên thuyền, ở lại đây nghỉ ngơi mấy tháng đã rồi tính. Cả hắn và kế ngôn đều bị thương, đang rất yếu, nếu tiếp tục đi tới, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì thì phiền to. Lữ thiếu khanh nói với kế ngôn, huynh đừng có lên, ngồi trên lưng hổ của huynh đi. Hắn vừa dứt lời, kế ngôn lóe lên một cái đã ngồi trên mũi thuyền vững vàng. Lữ thiếu khanh hùng hùng hổ hổ, thật muốn đá huynh xuống mà. Cuối cùng tiểu bạch hổ cũng nhẹ nhàng thở ra. Không thể chiếu cố cả hai bên, bị kẹp ở giữa rất dễ gấp họa. Cả hai bên đều là người mình không đắc tội nổi. Đời hổ quá khổ, tiểu bạch hổ nước mắt rưng rưng ngã vào lòng tiêu y, bảo bảo cần được an ủi. Tiểu bạch, ngươi khóc cái gì, tiêu y vỗ vỗ đầu tiểu bạch hổ, không rõ vì sao nó lại khóc. Chíp chíp, tiểu viên hầu không vui kêu lên cái tên tiểu bạch là của nó tiểu bạch hổ cũng không vui mặc dù cái tên này chẳng ra sao nhưng cũng là chủ nhân đặt cho ta dựa vào cái gì mà cho ngươi nó không khóc nữa mà chui ra từ trong lòng tiêu y gầm lên với tiểu viên hầu gia hỏa đến sau kia đừng có cướp tên của ta tiểu viên hầu dựa lên thành thuyền từ trên cao nhìn xuống nhe răng trợn mắt với tiểu bạch hổ đây là tên của ta ta mới tên là tiểu bạch Nói xong, nó còn đứng dậy khoe ra toàn thân lông trắng. Tiểu Bạch hổ không cam lòng yếu thế, cũng nhảy lên bông tàu, trung trung toàn thân, gầm rú. Muốn đánh nhau sao? Tiểu Viên Hầu không sợ tí nào, quơ quơ móng vuốt. Sợ ngươi à? Tiêu Y vội gọi hai con linh sủng lại, "Các ngươi chớ có làm ồn, ngoan ngoãn yên tĩnh cho ta, không nên quấy rầy đại sư huynh." Nàng nhìn thoáng qua kế ngôn, nhưng hắn ta không có phản ứng gì. Như thể đang đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn thờ ơ với bên ngoài. Một kỳ một hổ, dù chỉ thấp giọng gầm gừ nhưng không ai phục ai. Bọn chúng kêu lên với Tiêu Y muốn nàng phân xử. Tiêu Y lập tức rơi vào thế khó xử. Nếu là linh sủng của người khác, nàng sẽ lập tức bên con của mình. Nhưng Tiểu Viên Hầu là linh sủng của đại sư huynh nàng, không nể mặt Khỉ cũng phải nể mặt đại sư huynh. Tiêu Y nghĩ nghĩ một hồi, bèn hỏi ý một Khỉ một hổ hay các ngươi dùng chung cái tên này được không một khỉ một hổ rất ăn ý lắc đầu thái độ cực kỳ kiên quyết cái tên này chỉ có thể dùng riêng không được dùng chung với người khác tiêu y nhức đầu các ngươi thế này ta cũng rất khó xử hay để nhị sư huynh quyết định đi nhị sư huynh đa mưu túc trí nhiều ý đồ xấu thế nào cũng có biện pháp giải quyết nghe thấy muốn gọi lữ thiếu khanh đến một hổ một khỉ hết sức ăn ý lắc đầu kiên quyết không đồng ý thôi đi đại ma đầu kia mà đến chúng ta sẽ rất thảm đồng thời tiểu viên hầu cùng tiểu bạch hổ nhìn nhau lại lần nữa rất ăn ý chỉ có hai đôi mắt là đầy kiên định cái tên này ai tới cũng không cho với hai con linh sủng đây không chỉ đơn giản là một cái tên mà còn liên quan đến tôn nghiêm của chúng nhưng người không muốn tới lại vẫn tới lữ thiếu khanh từ trong khoang thuyền đi ra Nhìn Tiểu Bạch Hổ và Tiểu Viên Hầu mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có vẻ không vui. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh quát lên, hai các ngươi lại muốn tạo phản hả? Thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Tiểu Viên Hầu và Tiểu Bạch Hổ không hẹn mà cùng cụp đuôi rũ mắt, tỏ ra cực kỳ kính cẩn nghe lời. Không thể trêu vào đại ma đầu này được. Tiêu Y thấy vậy, vội vàng nói ra vấn đề của hai con linh sủng. Không phải chỉ là một cái tên nát thôi sao? có gì hay ho đâu mà tranh giành. Đánh một trận, đứa nào thắng gọi là tiểu bạch, đứa nào thua ta cạo lông đứa đó, gọi là bạch mau. Nếu bảo đánh nhau phân thắng bại để quyết định cái tên thuộc về ai, một khỉ một hổ sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà, hai con linh sủng không đồng ý với hình phạt khi thua trận. Thua thì sẽ bị cạo lông, khác gì cởi sạch quần áo, truyền ra ngoài, còn có mặt khỉ mặt hổ nữa không, chuyện tên sau này ta có thể tự mình thông thả giải quyết đừng có để đại ma đầu nhúng tay vào một khỉ một hổ liếc nhau một cái đều hiểu được ý tứ trong mắt đối phương kết quả là rất ăn ý kêu lên ý là không cần bọn chúng không tranh cái tên này nữa lữ thiếu khanh cười ha hả trễ rồi hắn vung tay lên tiểu viên hầu và tiểu bạch hồ đều bị ném xuống đất lữ thiếu khanh nói với chúng đánh nhất định phải đánh cho ta đứa nào thắng là tiểu bạch đứa nào thu sau này sẽ gọi bạch mau nhị sư huynh cái này tiêu y cũng trợn tròn hai mắt nhìn hai con linh sủng dưới đất nàng lo lắng hỏi nhị sư huynh làm thế có ổn không có gì không ổn lữ thiếu khanh hỏi lại vì cái tên mà ngay từ đầu quan hệ giữa bọn chúng đã không tốt bây giờ làm to chuyện ra sẽ càng căm hận đối phương a à, lữ thiếu khanh hơi kinh ngạc hỏi lại biết động não rồi à có thể nghĩ tới đây đã không tệ rồi hai con linh sủng không vừa mắt nhau hiện tại có người đè ép tạm thời sẽ không lật trời sau này nếu thực lực chúng mạnh lên không ai ép được sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau chẳng bằng bây giờ để bọn chúng giải quyết mâu thuẫn luôn đi đánh một trận quyết định xem ai là lão đại ai là lão nhị lữ thiếu khanh hỏi tiêu y vậy muội có cách nào tốt hơn không tiêu y lắc đầu nàng nào có cách gì một bên là linh sủng của mình một bên là linh sủng của đại sư huynh. Ép ai cũng không được, cho nên nàng rất khó xử. Nhưng mà, nhị sư huynh, bọn chúng một là kết đan kỳ sơ kỳ, một là kết đan kỳ hậu kỳ, nếu đánh nhau khỉ nhỏ sẽ bị thiệt. Tiểu viên hầu đi theo kế ngôn, lại được lữ thiếu khanh thao luyện một hồi, thực lực tăng nhanh, nhưng nó vẫn còn nhỏ, thực lực hiện tại chỉ ngang với kết đan sơ kỳ, hơn nữa còn là loại mới nhập môn, cảnh giới tầng 1, mà thực lực của tiểu bạch hổ mạnh hơn tiểu viên hầu nhiều lắm, đi theo tiêu y lăn lộn trong tuyệt phách liệt uyên 2 năm, thực lực đã đạt tới kết đan hậu kỳ từ lâu, ít nhất là đã bước lên cảnh giới kết đan kỳ tầng 8. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Nhà đầu này. Sau đó, hắn nói với một khỉ một hổ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đánh, đánh cho ta. Đừng có ai muốn nhường, đứa nào dám nhường, ta lập tức xử lý. Khỉ ngốc ngươi dám nhường ta sẽ thiến ngươi mèo ngốc ngươi dám làm cho có ta sẽ lột sạch lông ngươi chẳng có cách nào khác bị lữ thiếu khanh uy hiếp một khỉ một hổ chỉ có thể ra tay tiểu viên hầu chỉ vào tiểu bạch hổ hết sức bất mãn đều tại con mèo ngốc nhà ngươi xem đi xem đi kéo cả đại ma đầu ra rồi đấy tiểu bạch hổ xù lông ta là lão hổ không phải mèo con khỉ ngốc nhà ngươi thì biết cái gì đều là tại ngươi. Chíp chíp. Grau ông khỉ một hổ chửi bới lẫn nhau, càng nói càng tức, cuối cùng dứt khoát đánh nhau. Tiểu bạch hổ rung rung bốn chân, toàn thân như được bơm khí mà nhanh chóng phóng lớn lên, chớp mắt đã hóa thành một con hổ trắng cao lớn bi mảnh. Tiểu viên hầu cũng không chịu thua kém, cũng rung rung thân mình, biến thành khổng lồ. Vì còn nhỏ nên nó không thể lớn bằng cha chú được, chỉ có thể biến thành một tiểu kim cương, thấp hơn tiểu bạch hổ một cái đầu. Graom khỉ một hổ gào thét với nhau, bày hết ra khí tức hung tàn. Phóng về hướng đối diện. Tiểu viên hầu nhúng chân sau nhảy mạnh lên, mặt đất lập tức lún xuống hai cái hố sâu rộng mấy mét, sức mạnh cường đại bốc lên bụi mù. Tiểu bạch hổ cũng vậy, bốn chân nhúng một cái nhảy lên đụng vào tiểu viên hầu giữa không trung. ầm, ừ, hai con linh sủng đều có thần lực trời sinh, va chạm cực kỳ mạnh. Sóng áp lực không khí dội ra bốn phía như nổi cuồng phong, thổi lên bụi đất đầy trời. Bụi đất nhỏ xíu bị cuồng phong càng quét hóa thành bão cát che kín cả bầu trời. Hai con linh sủng đều lấy ra hết bản lĩnh giữ nhà. Tứ chi và đuôi của tiểu bạch hổ đều là vũ khí rất mạnh, một vuốt vả xuống có thể vả một ngọn nuôi rách tả tơi. Tiểu viên hầu có thân hình giống người, lợi thế là tốc độ nhanh nhạy. Tiểu bạch hổ tấn công, nó chỉ nhẹ nhõm tránh né, có vẻ thành thạo điêu luyện nó còn biết dùng vũ khí đá tảng các bụi dưới đất đều là vũ khí của nó nhờ vào đó nó có thể đánh với tiểu bạch hổ có đến có về tương xứng ngang cơ tiêu y rất lo lắng nhìn hai con linh sủng một khỉ một hổ đánh rất kịch liệt thân thể cao lớn sức mạnh khổng lồ mỗi lần va chạm đều khiến xung quanh chấn động không ngừng bốc lên bụi đất đầy trời tiểu bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng một cổ sóng ôm vô hình từ miệng nó trào lên cuốn bụi đất lao thẳng về phía tiểu viên hầu như những con dao nhỏ tiểu viên hầu nhẹ nhàng nhảy một cái thân thể cao lớn nhanh như thiểm điện nhẹ nhàng thoát khỏi phạm vi sát thương của sóng âm đồng thời nó nhặt một tảng đá lớn dưới đất lên ném thẳng về phía tiểu bạch hổ tảng đá lớn xé rách không khí đánh xuyên bụi đất mang theo sức mạnh vạn cân biến thành một viên đạn pháo gào thét đánh tới tiểu bạch hổ tiểu bạch hổ không tránh không né dơ hổ trảo hung hăng đón lấy tảng đá lớn. Hoành, tiếng đổ lớn vang lên, tảng đá lớn chia năm xẻ bảy. Sau đó, tiểu bạch hổ xông ra từ trong đống đá vụn như tia chớp, ẩn giấu trong lớp màn đá vụn mà giết tới trước mặt tiểu viên hầu chỉ trong chớp mắt. Thân thể cao lớn rơi xuống đập vào ngực tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ngược lại đằng sau, ngã ầm ầm xuống đất lăn lộn mấy vòng ngậm một miệng đầy đất. Tiểu bạch hổ tấn công được đắc ý trống lên với tiểu viên hầu không chịu nổi một đòn tiểu viên hầu bị chọc giận hai mắt đỏ kè nó nổi giận gầm lên một tiếng lao thẳng tới tiểu bạch hổ bị tiểu bạch hổ chiếm được lợi thế tiểu viên hầu vô cùng phẫn nộ thấy khỉ nhỏ bị chọc giận hai mắt tiểu bạch hổ lóe lên đắc ý đi theo tiêu y dần dần nó cũng giảo hoạt hơn nhiều nó hạ mình xuống mang theo cái đuôi có gai ngược xuất hiện ngay trước mặt tiểu viên hầu như một cái gậy sắt đập rầm rầm xuống mặt tiểu viên hầu. Hừ, đến thế rồi ngươi còn không chịu thua à, đuôi hổ mạnh mẽ, phá đá mở núi còn không thành vấn đề, là một trong những vũ khí sát thương của tiểu bạch hổ. Ánh mắt tiểu bạch hổ càng thêm đắc ý, nhếch miệng cười khoe răng nanh. Nhưng một khắc sau, nụ cười của nó biến mất. Đuôi nó bị tóm chặt, một sức mạnh to lớn từ cái đuôi truyền tới, nó cảm giác cảnh tượng trước mắt bắt đầu đảo lộn. Hoành, thân thể cao lớn của tiểu bạch hổ đập xuống ầm ầm, như một ngọn núi sụp đổ, khiến cho mặt đất trung lên không ngừng. Phản lực cường đại lại một lần nữa cuốn bụi đa đa ta lên. Đứng trên thuyền không cần lo hết bụi. Tiêu y cố gắng mở to hai mắt, nhìn hai con tiểu bạch chiến đấu, vừa khẩn trương vừa lo lắng. Nhị sư huynh, bọn chúng không sao chứ. Lữ thiếu khanh ngồi trên mép thuyền, có vẻ nhẹ nhõm, có thể có chuyện gì. Không chết được thấy tiểu viên hầu nắm đuôi tiểu bạch hổ nện xuống đất như nện chùi y khiến cho mặt đất rung lên thùng thùng như động đất mãnh liệt tiêu y đau muốn nát lòng nhưng cũng rất giật mình kỹ con lại dám nắm lấy đuôi tiểu bạch nó không sợ đau à tiêu y biết rất rõ đuôi tiểu bạch thế nào bình thường lông xù xù nàng vẫn sờ tới sờ lui rất đáng yêu nhưng khi chiến đấu nó là một thứ vũ khí đáng sợ không chỉ mạnh mà trên đó còn ẩn dấu gai ngược sắc bén. Dù là linh giáp cũng có thể nhẹ nhàng xuyên thấu. Tiểu viên hầu lại có thể bắt lấy mà không sợ đau. Tiêu y không thể không bội phục, bảo sao có thể trở thành linh sủng của đại sư huynh, quả thực có bản lĩnh. Dù là tuổi tác hay thực lực bản thân, so với tiểu bạch hổ, tiểu viên hầu thua kém không ít. Mà bây giờ tiểu viên hầu lại chiếm được thế thượng phong, khiến cho tiểu bạch hổ bị thất thế. Tiểu bạch hổ bị nện hai lần cũng kịp phản ứng lại, lập tức nổi giận. Gờ rau ta mà ngươi cũng dám bắt à, xem ra không cho ngươi xem chút thực lực thì ngươi không biết được sự lợi hại của ta. Tiểu bạch hổ giật mình, từng cọng lông trắng trên cái đuôi dựng đứng lên như gai ngược, như cương châm sắc nhọn. Ngươi buông cho ta, tiểu bạch hổ gầm nhẹ. Nó đã quyết định, chỉ cần tiểu viên hầu buông tay sẽ lập tức quất cái đuôi này vào mặt con khỉ đuôi cọp cái mà ngươi cũng dám túng à, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến cho tiểu bạch hỗ trợ tròn hai mắt. Một cổ kiếm ý bỗng nhiên bộc phát từ trên thân tiểu viên hầu. Cảm nhận được cổ kiếm ý này, tiểu bạch hổ sợ hãi hai chân mềm nhũng. Thật vất vả nó mới đứng dậy được lại lão đảo một cái cho tiểu viên hầu cơ hội nện nó rầm rầm hết sang trái lại sang phải. gai ngược trên đuôi tiểu bạch hổ không làm gì được tiểu viên hầu tiểu bạch hổ cảm thấy gai ngược của mình như đâm vào tấm thép không có bất kỳ tác dụng gì tiêu y phía xa xa cũng trợn tròn hai mắt kiếm ý bột phát từ tiểu viên hầu rất quen đây không phải là kiếm ý của đại sư huynh sao tiêu y ngẩng đầu nhìn kế ngôn đang nhắm mắt tu luyện cuối cùng tò mò nhìn sang lữ thiếu khanh nhị sư huynh khỉ con cũng học theo đại sư huynh tu luyện sao lữ thiếu khanh nhún nhún vài nhàn nhạt giải thích đại sư huynh của muội ăn nhiều chết no cho khỉ ngốc một phần kiếm ý. Khỉ ngốc không biết lĩnh ngộ kiếm ý giống như con người, chỉ biết nuôi kiếm ý bình thường vẫn dùng để rèn luyện thân thể. Khi đánh nhau có thể lấy ra dùng, có thể có được hiệu quả bất ngờ, giống như bây giờ. Kế ngôn cho tiểu viên hầu kiếm ý nhưng không chỉ cho nó biết dùng thế nào, chỉ để cho nó tự tìm tòi. Tiểu viên hầu lại coi cổ kiếm ý này như một hạt giống mà nuôi trong cơ thể. Khi cần thì lấy ra dùng dùng xong lại tiếp tục cất đi cũng coi như là một con đường tìm hiểu tự nó tìm tòi lấy ngày sau thành tựu thế nào là chuyện của nó kế ngôn bảo không quấy nhiễu lữ thiếu khanh cũng kệ nó nhưng bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm chưa phát hiện ra công năng tấn công dùng công năng phòng thủ cũng được chí ít trước mặt tiểu viên hầu cái đuôi của tiểu bạch hổ không có tí ti tác dụng nào tiểu bạch hổ lại bị bắt đuôi đập mấy lần nữa đến mức ngao ngao kêu toán lên nó muốn quay đầu cắn tiểu viên hầu thì với không tới tiểu viên hầu giảo hoạt không cho tiểu bạch hổ cơ hội cuối cùng tiểu bạch hổ tức giận há mồm nó phun ra một cổ năng lượng vô hình hội tụ thành một quả cầu năng lượng vô hình dù vô hình nhưng sóng năng lượng nó tỏa ra vẫn khiến không khí xung quanh vặn vẹo như sóng gợn cuốn lên trận trận cùng phong Quả cầu năng lượng kéo theo bụi đất xung quanh như một cái đuôi thật dài, đập ầm ầm vào Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu không tránh mà cứng rắn đón lấy đòn này. Nếu tránh, nó sẽ phải buông Tiểu Bạch hổ ra. Sẽ phải chấp tay nhường ra ưu thế vất vả lắm mới giành được. Tiêu Y cũng nhìn ra được nghịch cảnh của Tiểu Viên Hầu. Nàng đoán, chắc Khỉ con sẽ buông tay thôi, Tiểu Bạch tấn công không dễ chịu đâu. Nhưng Tiểu Viên Hầu không hề buông tay như Tiêu Y tưởng mà hai mắt sáng lên hung ác, vẫn nắm chặt đuôi tiểu bạch hổ, lại lần nữa ra sức vung lên. Hoàn toàn không tránh né quả cầu năng lượng của tiểu bạch hổ, nó lựa chọn cứng rắn đối đầu. Hoành, quả cầu năng lượng nện trúng lưng tiểu viên hầu, chớp mắt đã nổ tung, sức nổ cường đại bao phủ cả khỉ lẫn hổ. Gờ ra ôm hổ một khí đau đớn rống lên. Vụ nổ này, tiểu viên hầu ăn thiệt lớn, tiểu bạch hổ cũng không chịu nổi. Đấu pháp đồng quy vu tận dù tiểu viên hầu vẫn nắm chặt cái đuôi của tiểu bạch hổ nhưng vẫn bị nổ đến thất điên bát đảo tiểu bạch hổ tranh thủ lúc tiểu viên hầu còn chưa kịp phản ứng lại đột nhiên thu nhỏ thu đuôi lại tiểu bạch hổ lắc lắc đuôi lại lần nữa khôi phục hình dáng khổng lồ nhảy lên đè tiểu viên hầu xuống đất rao tiểu bạch hổ gầm lên với tiểu viên hầu tiểu viên hầu cũng không khách khí nện luôn một quyền vào mắt con hổ tiểu bạch hổ bị đánh đau gầm lên tức giận cắn vào vai tiểu viên hầu. Trăng hổ sắc bén, thân thể kỹ nhỏ không thể ngăn được. Phục một tiếng, máu tươi vẩy ra. Tiểu viên hầu đau quá kêu oai oái. Tiêu y càng thêm lo lắng, nhị sư huynh, có cần lên ngăn lại không? Chảy máu rồi. Ngăn. muội có thể ngăn sao, Lữ Thiếu Khanh vẫn xem thường. Chỉ là vết thương nhỏ, không phải chuyện lớn gì để cho hai đứa nó đánh một trận ra trò xem ai phục ai. Không thấy chút máu làm sao có thể khiến Song Phương Tâm phục khẩu phục được, Tiểu Viên Hầu bị đánh kêu đau oai oái, tránh không được, cũng nổi hung tính. Nó cũng há miệng cắn vào cổ Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ bị đau nhưng chết vẫn mạnh miệng. Cứ như vậy, chớp mắt hai con linh sủng đã chuyển thành vận lộn cận thân, tay cào miệng cắn, không ai chịu nhả ra, cũng không ai chịu giảm lực. Hai con linh sủng đều đang gầm gừ, đều muốn đối phương nhả ra nhưng mình thì đánh chết cũng không chịu nhả ra trước. Tiêu y lo lắng dậm chân, bọn chúng thế này phải làm sao bây giờ? Lữ thiếu kha bỗng nhiên đứng dậy nhìn chầm chầm phía xa. Nhị sư huynh, có cần gọi chúng dừng lại không? Tiêu y mừng rỡ hỏi. Lữ thiếu khanh đột nhiên nhếch mép đáp, không cần, sẽ có cái khiến chúng dừng lại. Tiêu y không hiểu rõ lời này của Lữ thiếu khanh, đang định hỏi lại. Bỗng nhiên có tiếng động phía xa xa. Âm thanh chấn động ầm ầm từ đằng xa vọng lại, Tiêu Y ngẩng đầu nhìn theo. Dường như có thứ gì đó ẩn dưới lớp bụi mờ mù mịt từ dưới đất đội lên đang tiến lại gần hai con linh sủng. Hai con linh sủng cũng đã nhận ra có thứ gì đang tới. Bọn chúng đều gầm nhẹ ra hiệu cho đối phương nhả ra. Nhưng cả hai đều muốn đối phương nhả ra trước rồi mình mới nhả. Cả hai đều không tin tưởng đối thủ đều không muốn cho đối thủ được lợi. Dù nguy hiểm đang tới gần, thấy đối phương không chịu nhả ra cả hai con đều tức giận. Không hẹn mà cùng nghiến răng thêm một tí, thế là cả hai con linh sủng đều không nhịn được mà hơi gầm lên. Mà cái thứ ẩn giấu dưới bụi đất phía xa xa đang nhanh chóng vọt tới bọn chúng. Tiêu Y càng gấp hơn, cái thứ kia khí thế hung ác, chắc chắn không phải loại lương thiện gì. Toàn thân đầy đất, như một con địa long nhưng hai con linh sủng đều không định nhả ra. Tiêu Y tức giận chỉ muốn đánh cho chúng một trận, thật là, đến lúc nào rồi mà còn ở đấy phân cao thấp. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, không hề tức giận mà ngược lại rất chờ mong. Tập trung xem kịch cho kỹ đi. Tiêu Y lo lắng, nhưng vạn nhất kẻ địch tới rất cường đại, chúng sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ, lạnh nhạt nói, chết thì chết. Ai bảo đến lúc này rồi chúng còn cắn nhau. Ầm ầm, mặt đất càng ngày càng rung lên mãnh liệt, dù ở trên thuyền Tiêu Y cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc này. Không khác gì động đất. Thứ kia đã đi tới trước mặt hai con linh sủng, bỗng một bóng đen khổng lồ từ dưới mặt đất lao ra. Một cái miệng rộng đầy răng sắc nhọn nhắm thẳng một khỉ một hổ mà cắn. Đã nhận ra nguy hiểm, một khỉ một hổ mặc kệ đối phương đồng thời nhả miệng, lập tức tránh xa. Hoành cái miệng rộng chỉ gặm phải một đống đất. Cái đầu nện xuống đất, bụi mù bốc lên đầy trời. Tiêu y đã thấy được rõ thứ vừa tấn công là gì? Là một con quái thú cổ quái, đầu khá giống cá sấu với cái mỏm dài dài mọc đầy răng sắc nhọn, cực kỳ dữ tợn. Nhưng thân thể nó lại giống rắn, khổng lồ, dài mềm, đến tận năm sáu chục mét, chưa kể còn một phần lớn thân thể vẫn còn giấu dưới mặt đất, không thể biết được chiều dài thực sự của nó chừng nào toàn thân nó mọc đầy vảy đen, như mặc một thân trọng giáp, uy phong lẫm liệt, kinh khủng vạn phần. Con quái thú kia cắn một cái trượt, thế là ngóc đầu dậy như rắn hổ mang. Đôi mắt đỏ kè nhìn chầm chầm hai con linh sủng đầy tham lam, chảy cả nước dãi. Lâu lắm rồi không được gặp con mồi thế này. Ăn chúng có thể nhét đầy bao tử. Quái thú kêu lên tê tê, vội vàng nóng ruột hưng phấn tấn công lần nữa. Nó ngoác miệng tác tiểu bạch hổ nó so sánh tiểu bạch hổ lớn hơn tiểu viên hầu ăn sẽ ngon hơn dù có thân thể khổng lồ nhưng quái thú không hề chậm nó há miệng hất đầu lên thân thể to lớn nhào tới tiểu bạch hổ như một tia sét tiểu bạch hổ giận dữ tưởng hổ dễ bắt nạt phỏng thực lực của nó còn mạnh hơn cả tiểu viên hầu nhưng đánh với con khỉ không chiếm được tí ưu thế nào đã tức sôi ruột rồi vừa lúc quái thú xuất hiện có thể làm bia cho nó phát tiết Tiểu bạch hổ nhoáng lên một cái, dù không có cánh vẫn có thể di chuyển giữa không trung linh hoạt như một con chim. Nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của quái thú. Sau đó, nhắm chuẩn thời cơ, bay ra đằng sau đầu quái thú, rơi xuống lưng nó. Hổ trảo sắc bén bật ra, vồ xuống. Ken, tia lửa và lực phản chấn tại móng vuốt khiến cho tiểu bạch hổ ngây cả người. Móng nó sắc lắm, không chỉ có thần binh lợi khỉ, linh giáp bình thường còn không cản được phong mang của nó nhưng lân giáp của con quái thú này kiên cố vậy sao, khi tiểu bạch hổ còn đang sửng sốt, bỗng nhiên nó cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Quái thú quay đầu lại với một góc độ không tưởng tượng nổi, ngoác miệng muốn cắn tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ vội vàng lùi lại, tránh đi. Thực lực của quái thú cũng là kết đan hậu kỳ, sức mạnh từ thân thể to lớn còn mạnh hơn tiểu bạch hổ mấy phần. Lại thêm một thân lân giáp cứng rắn, nhất thời tiểu bạch hổ không thể làm gì nó, chỉ có thể cố gắng tìm cơ hội ra tay. Tiểu bạch hổ cùng quái thú đánh nhau vô cùng kịch liệt, hơn khi nãy đánh nhau với tiểu viên hầu nhiều. Sức mạnh cường đại khiến cho mặt đất chấn động, đồng thời xé không gian rách thành khe hở, hố sâu. Quái thú đứng vững, lấy miệng làm vũ khí, không ngừng tấn công, khiến cho tiểu bạch hổ không biết xuống tay từ đâu. Nhưng tiểu bạch hổ không phải loại ăn chay. Nó đã lăn lộn khoảng 2 năm trong tuyệt phách liệt uyên cùng tiêu y, Kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, chẳng mấy chốc đã tìm được nhược điểm của quái thú. Cuối cùng, tiểu bạch hổ nhắm trúng thời cơ, gầm lên một tiếng, nhảy ra miệng quái thú lên đầu nó. Một lần nữa tiểu bạch hổ mở hổ trảo, vỗ mạnh vào mắt quái thú. Có vẻ như con mắt chính là nhược điểm của quái thú, nơi này không có lân giáp habaru vệ. Phục một tiếng, máu tươi vẩy ra. Tiểu bạch hổ vừa đánh đã thành công, khoét được tròng mắt của quái thú ra quái thú trống lên thảm thiết không ngừng cuộn tròn điên cuồng đong đưa nhưng tiểu bạch hổ vẫn đứng vững trên đầu nó không nhúc nhích tí nào nó cầm tròng mắt quái thú hưng phấn kêu to chỉ là quái thú mà cũng dám chạy đến trêu chọc hổ trong cơn phấn khích tiểu bạch hổ nhất thời chủ quan buông lỏng cảnh giác một cái bóng đen bỗng nhiên từ dưới đất lao lên lẫn trong bùn đất hình như là đuôi của quái thú kia lao lên từ dưới mặt đất như một mũi tên quất vào tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ không kịp chuẩn bị, bị cái đuôi to lớn quất trúng, kêu lên thảm thiết, giận phun máu tướng bị quất đến mức lão đảo ngã xuống từ đầu quái thú. Khi nó còn đang rơi, quái thú lại lần nữa quất đuôi tới. Tiểu bạch hổ vẫn còn đang ngơ ngác, căn bản không tránh kịp, bị cuốn chặt lại. Lực siết cực lớn khiến nó không ngừng kêu lên thảm thiết. Quái thú lại hưng phấn gào thét. Nó ngoác miệng cuốn tiểu bạch hổ lên đưa vào trong miệng, muốn nhấm nháp con mồi ngon lành này. Tiểu bạch hổ bị cuốn chặt không thể tránh thoát được. Cảm nhận được ý đồ của quái thú, nó lại càng kêu to hơn. Nó không ngừng bắn ra những quả cầu năng lượng vô hình, nhưng đánh vào quái thú chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, vì thế mà nó mất sức, yếu đi rất nhanh. Khi quái thú chuẩn bị bỏ nó vào miệng, bỗng một cục đá lớn từ trên trời rơi xuống. Rao, tiểu viên hầu như thần binh trên trời rơi xuống, khiên một tảng đá lớn đánh tới quái thú quái thú bị đập trúng mặc dù có lân giáp kiên cố bảo hộ nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh khổng lồ quái thú bị nện cho hoa mắt chóng mặt theo bản năng nhả cái đuôi ra tiểu bạch hổ vội vàng tranh thủ thoát đi nó nhìn tiểu viên hầu đang xông lên truyền đấu với quái thú một cách phức tạp không ngờ vào lúc mấu chốt tiểu viên hầu lại ra tay cứu nó tiểu viên hầu nhảy cho choi đến sau lưng quái thú trong tay nó còn bê một tảng đá lớn. Nhưng lân giáp của quái thú cứng rắn, cũng không có cách nào phá được phòng ngự của quái thú. Nhìn tiểu viên hầu không đánh được mấy đã bị quái thú đè xuống đánh, miệng đuôi trước sau cùng giáp công, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu bạch hổ hét lớn, xông lên, kết hợp cùng tiểu viên hầu đối phó với quái thú. Hai con linh sủng liên thủ, chẳng mấy chốc quái thú đã không thể kết hợp đầu với đuôi. Nó không thể không co vào như rắn, hơi ngốc dậy, dùng tư thế phòng thủ. Tiểu Bạch Hổ kêu lên với Tiểu Viên Hầu, nhắc con khỉ biết nhược điểm của quái thú là con mắt. Hai con linh sủng thương lượng một phen, cuối cùng Tiểu Bạch Hổ chủ động đi hấp dẫn lực chú ý của quái thú. Quái thú thấy Tiểu Bạch Hổ, con mắt còn lại trở nên đỏ bừng, sát khí tăng cao đột ngột. Nó gào thét nhìn Tiểu Bạch Hổ, cuốn lấy Tiểu Bạch Hổ mà triền đấu mà tiểu viên hầu thì giả hoạt ở phía sau trơn tru bò lên đầu quái thú như leo cây. Học tiểu bạch hổ, nó cũng chụp vào mắt quái thú. Không ngờ quái thú còn có phòng bị, nó nhắm mắt lại. Mí mắt kiên cố che hai mắt lại. Đồng thời cũng chú ý tới tiểu viên hầu trên đầu, nó nổi điên phẫn nộ, bắt đầu chú ý đến tiểu viên hầu gian xảo. Cái đuôi lớn quét ngang mà tới. Đúng vào lúc này, bỗng nột đạo kiếm quang từ phía xa quét tới, nhắm chính giữa con mắt của quái thú. Phật một tiếng, con mắt cuối cùng của quái thú cũng mất. Một cổ kiếm ý thuận theo vết thương tràn vào trong đầu con quái thú, điên cuồng tàn phá huyết nhục của nó. Quái thú gầm lên kinh thiên động địa, điên cuồng quăng quật thân thể xung quanh. Đất trung núi chuyển, sơn băng địa liệt, một mảnh hỗn độn. Quái thú gào thét, trục đầu lại, chuẩn bị chui xuống đất chạy trốn. Tiêu y đang đánh tới cũng hét lớn, đừng để nó chạy. Hai con linh sủng Tiểu Bạch Hổ và Tiểu Viên Hầu cũng phối hợp với Tiêu Y tấn công quái thú. Hai con linh sủng thân lớn lực khỏe, tóm lấy đuôi quái vật, hợp sức cứng rắn kéo quái thú ra khỏi lòng đất. Một người hai linh sủng đại chiến, cuối cùng cũng cứng rắn giết được quái thú. Tiêu Y chém được một nửa cái đầu quái thu xu xuống trận chiến mới kết thúc. Nhị sư huynh, huynh xem, đây là máu thịt của con quái thú, huynh xem thử xem. Tiêu y mang theo một miếng thịt quái thú quay lại, lữ thiếu khanh bịt mũi, mùi mang hậu môn của nó về đấy à. Cách xa ta một chút. Lữ thiếu khanh quan sát miếng thịt tiêu y mang lại, dù nó mới được cắt từ thân thể con quái thú. Nhưng nó nhễu nhão như đã bị bỏ ra ngoài 10 ngày nửa tháng rồi vậy, toa ra ra mùi hương khó ngửi. Máu dư nhỏ xuống ăn mòn bông tàu rinh rít. Lữ thiếu khanh vung tay phải lên, máu trên bông tàu bốc hơi sạch sẽ, nói với tiêu y, phất đi, đừng có làm xấu thuyền của ta." Tiêu Y lập tức ném miếng thịt kia ra ngoài, bắn thêm một ngọn lửa thiêu cháy sạch. "Nhị sư huynh, huynh cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?" Tiêu Y tò mò hỏi Lữ Thiếu Khanh. "Quái thú vừa mới chết nhưng máu thịt cuốn xô thì như đã chết được vài ngày rồi, thật quái dị." Lữ Thiếu Khanh cũng không hiểu, nhớ lại đám quái vật đen gần đây xuất hiện thì chuyện vừa rồi xảy ra cũng rất bình thường. Hắn chẳng nghĩ nữa, nhìn hai con linh sủng đã thu nhỏ lại bằng hai con chó nhỏ. Thế nào? Các ngươi cảm thấy ai thắng ai thua? Tiêu y vội vàng cầu tình với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, hình như chúng còn chưa phân được thắng bại. Hay coi như thôi đi. Lữ Thiếu Khanh cầm mặt quân kiếm cắt móng tay, ánh mắt hung ác, đã không phân được thắng bại thì hai đứa tự quyết định đi, ta sẽ cạo lông ai. Một khỉ một hổ liếc nhau, cuối cùng cùng bước lên một bước bước lên rồi thấy con kia cũng làm vậy thì khẽ gầm gừ với nhau lữ thiếu khanh thấy vậy thì vui vẻ nói các ngươi đều muốn làm bạch mau sao vậy tốt rồi cùng làm đi một kỷ một hổ lại ăn ý lùi lại một bước tiêu y lại cầu tình nhị sư huynh xem bọn chúng thế này sau này nhất định sẽ không tranh giành nữa đâu thôi đi nhé tiểu bạch hổ và tiểu viên hầu đều liên tục gật đầu trốn sau lưng tiêu y tỏ ý nàng nói rất đúng lữ thiếu khanh hung tợn hỏi không tranh thế chuyện đặt tên phải làm sao tiểu bạch hổ và tiểu viên hầu liếc nhìn nhau đều hiểu ý đối phương sở dĩ chúng chấp nhất cái tên này cũng vì mặt mũi thôi không đứa nào muốn phải cúi đầu hết giờ thì không vấn đề gì rồi tiêu y hiểu ý hai con linh sủng vội vàng đưa ra biện pháp của mình hay nghĩ thêm cái tên nữa đi giao cho ta đi tiêu y sợ lữ thiếu khanh lại cho hai con linh sủng đánh nhau vội vàng nhận việc đặt tên. Sau đó, nàng quả quyết sờ đầu Tiểu Bạch Hổ, nói với nó, ngươi to hơn khỉ con, gọi Đại Bạch, khỉ con gọi Tiểu Bạch, được không? Tiểu Bạch Hổ rất hài lòng, chủ yếu là vì nghe được cái chữ đại. Nó khẽ gầm một tiếng tỏ ý chấp nhận. Tiểu Viên Hầu cũng không ý kiến gì. Nó lấy được cái tên Tiểu Bạch vừa lòng rồi. Thấy một khỉ một hổ không phản đối, đều chấp nhận tên của mình. Tiêu Y âm thầm biểu môi, đáng lẽ ta nên nghĩ ra cách này từ sớm mới phải, chúng cũng không cần phải đánh nhau. Tiêu Y cười hì hì nói với Lữ Thiếu Khanh, "Nhị sư huynh, huynh xem, xong rồi." Lữ Thiếu Khanh ném xuyên giới bàn ra, nói với Tiểu Viên Hầu, "Đi học." Tiểu Viên Hầu đau khổ ôm xuyên giới bàn theo giới đi học chữ, Tiểu Bạch hổ tò mò đi theo. Nó chỉ muốn đi thêm xem náo nhiệt thôi, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nói. Mèo ngốc cũng đi theo học tiểu bạch hổ cứng đờ. Ta chỉ là một con hổ, phải học cái gì chứ? Tiêu y tò mò hỏi, nhị sư huynh, học gì thế ạ? À? Học chữ, biết chữ rồi sẽ học trận pháp. Hai mắt tiêu y sáng lên, nói với tiểu bạch hổ, đại bạch, cố lên. Bịch. Mắt hổ trợn tròn ngã ngay tại chỗ. Bên này, Lữ Thiếu Khanh hỏi hang tiêu y xem hai năm qua ở hàng tinh đã trải qua những gì. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên bông tàu, trước mặt bày bàn nhỏ trên bàn bày đầy linh đậu tiêu y dịu dàng bóc linh đậu nhẹ nhàng kể lại hai năm qua của mình khác với lữ thiếu khanh tiêu y rơi thẳng xuống đông tế mà còn đúng thánh địa nàng vừa đến thánh địa biết được tình huống nơi này liền ra đường nghĩ cách làm sao tìm được lữ thiếu khanh trên đường đi vừa lúc đụng phải một đám người tụ tập nghĩ rằng có gì đó hay ho nàng liền đi tới vừa vặn chỗ ấy đang tuyển chọn sơ bộ thánh nữ tuyển chọn sơ bộ thánh nữ là xem tuổi tác, gân cốt, xem thiên phú, vân vân. Nhờ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tiêu y chen lên được hàng đầu, say sưa ngon lành xem. Không ngờ vì quá nhiều người muốn xem, người bên ngoài không ngừng chui vào, cuối cùng tiêu y đang ngồi sổn dưới đất không biết bị ai đẩy mà ngã vào trong sân khấu. Người thánh địa cho rằng tiêu y muốn chen ngang đều bực bội với nàng. Chỉ vào tiêu y mắng to. Đương nhiên tiêu y không phục mắng nhau với người của thánh địa. Tiêu Y rất có thiên phú mắng chửi người, lại được Lữ Thiếu Khanh dạy bảo, coi như tiến bộ thần tốc về mặt này. Một người của thánh địa không mắng được nàng, hai người, ba người cộng lại cũng không mắng lại nổi nàng. Tiêu Y khẩu chiến quần nho, kết quả toàn thắng, cũng khiến cho trưởng lão thánh địa chú ý, lúc này mới gọi Tiêu Y lên xem thử, kết quả, nàng thông qua được vòng sơ tuyển, mơ mơ hồ hồ trở thành ứng cử viên thánh nữ mà còn đi thẳng tới vòng cuối, trở thành một trong một trăm thánh nữ dự bị, được đưa đến tuyệt phách liệt uyên tham gia vòng thí luyện cuối cùng. Trong tuyệt phách liệt uyên, tiêu y phải đối mặt với các loại nguy hiểm không hề đơn giản, còn cả 99 ứng cử viên thánh nữ khác nữa. Trong 100 người chỉ chọn ra ba thánh nữ thật sự, những người khác, vận mệnh chỉ có hai con đường. Một là, chết bên trong đó, mất đi tư cách. Hai là, trở thành thị tòng của thánh nữ, có thể không cần chết, nhưng cũng chẳng khác gì làm người hầu của thánh nữ, mất đi tư cách. Với tiêu y, cả hai nàng đều không cần. Một trăm ứng cử viên thánh nữ có thực lực không tương đồng, có kết đan kỳ, cũng có trúc cơ kỳ, trên lệch thực lực rất lớn. Tiêu y vừa tiến vào tuyệt phách liệt uyên, thực lực của nàng chỉ là trúc cơ tầng 6, trong một đám ứng cử viên thánh nữ chỉ có thể coi như tốt đầu đếm ngược từ dưới lên. Cho nên, mới đầu tiêu y định trốn đi rồi tìm biện pháp rời khỏi nơi này nhưng dù có làm thế nào nàng cũng không thể tránh được đối thủ trong tình huống này tiêu y không thể không ra tay với những người kia nói đến đây tiêu y mới lấy ra bút lông màu bạc và cuốn sách màu vàng được lữ thiếu khanh cho nghiêm túc nói với hắn nhị sư huynh ta cảm thấy hai món đồ này có lai lịch lớn chắc chắn là do đại nhân vật cực kỳ lợi hại để lại lữ thiếu khanh thoáng nhìn hai món đồ này thầm nghĩ, nói nhảm, không phải do đại nhân vật để lại có thể xuất hiện ở chỗ đó sao? Nó có liên hệ lớn lao tới tiểu đệ ma quỷ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ biểu môi kinh thường nói, có gì đặc biệt chứ? Không phải chỉ là một cái bút cũ với một quyển vỡ nát thôi sao? Cứt bên đường còn chẳng ai thèm nhặt. Tiêu y lắc đầu, nhị sư huynh, huynh không biết rồi, khi muội dùng nó để viết tâm đắc, không hiểu sao tâm thông niệm đạt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong hai năm ngắn mũi nàng đã từ trúc cơ tầng sau đột phá lên tới cảnh giới kết đan tầng 6 chính là nhờ vào hai thứ này. Mỗi lần đánh xong nàng đều viết lại, tổng kết một phen, sau đó, giống như được ăn linh đang dịu dược, nàng lập tức hiểu ra, lĩnh ngộ được nhanh chóng, thực lực tăng lên cực nhanh. Không ngờ chỉ trong hai năm mũi đã đạt tới kết đan tầng 6, cứ theo đà này, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ vào nguyên anh đâu. Nói xong, tiêu y đắc ý hết mũi lên, ha ha. Sau này muội có thể đuổi kịp đại sư huynh và nhị sư huynh rồi, cùng hai vị sư huynh đối phó với kẻ địch. Nhưng nói xong, nàng lập tức cảm nhận được bầu không khí không ổn. Quay đầu nhìn lại, thì thấy Lữ thiếu Cơ hờ nờ Hờ đang cười lạnh không thôi, phải không? Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó sẽ một tay trấn áp đại sư huynh, chân dẫm lên ta, còn đạp cho ta thêm mấy cước, phải không? Tiêu Y muốn khóc. Mẹ nó đúng là một con lợn mà vì sao đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này, thế này không phải là phạm tiện sao, tiêu y vội vàng cười làm lành, nhị sư huynh, khi ấy muội chỉ nói lung tung thôi. Nói lung tung thôi sao, Lữ Thiếu Khanh vẫn cười lạnh không thôi, muội đã nói đến hai lần đấy, vẫn chỉ là một chút thôi à. Tiêu y thật sự muốn quay ngược thời gian tự tác cho mình hai cái bạc tai. Nói một lần đã thấy không bình thường rồi, vì sao còn nhắc lại lần thứ hai, tiêu y vội vàng nói lãng sang chuyện khác, trả bút bạc vỡ vàng cho lữ thiếu khanh nhị sư huynh hai món đồ này quá quý giá huynh cũng nên nhận lại đi lữ thiếu khanh chẳng buồn nhìn lấy một cái ta lấy lại làm gì cho muội đấy muội dùng mà tăng thực lực lên rồi còn trừng trị ta và đại sư huynh xong tiêu y khóc không ra nước mắt nàng cúi đầu ngoan ngoãn hỏi nhị sư huynh huynh nói đi huynh muốn làm gì xem nhị sư huynh thế này nhất định là muốn trừng trị ta ta vẫn nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi thôi hiện tại lữ thiếu khanh tạm thời chưa nghĩ ra nên phạt tiêu y thế nào bèn nói trước mắt cứ giữ lại đã chờ sau này sẽ xử lý muội đâu ra đấy ôi tiêu y thở dài cảm thấy tương lai là một vùng tăm tối nhưng nghĩ lại giờ không bị xử lý sau này có thể nhị sư huynh sẽ quên đi thì sao nghĩ vậy nàng kích động lên vội vàng lột một viên linh đậu đưa cho lữ thiếu khanh đồng thời nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác nhị sư huynh may có huynh và đại sư huynh tới nếu không ta không biết phải làm thế nào nhỡ trở thành thánh nữ ma tộc ta cũng không biết phải làm gì nữa nhân tộc làm thánh nữ ma tộc thực đúng là trong ngoài đều không phải người không có chỗ nào mà đi bị nhân tộc phát hiện nàng là nhân gian bị ma tộc phát hiện nàng sẽ chết thê thảm lữ thiếu khanh lại hơi tiếc nuối thở dài một hơi nếu không phải bị ép cắt gao quá, ta còn muốn để muội ở đây làm thánh nữ ma tộc nữa, chờ tìm được cơ hội rồi cuốn hết linh thạch của thánh địa đi. Nói xong, hắn còn lắc lắc đầu tỏ ý đáng tiếc vô cùng. Thánh địa cơ mà, khẳng định là linh thạch nhiều ghê gớm, không nói tất cả, chỉ một phần mười cũng đủ rồi. Tiêu y câm lặng. Chuyện thế này mà cũng làm được sao, bị phát hiện sẽ bị đánh cho nát bét đấy. Nhưng vừa lúc này, kế ngôn bỗng mở mắt nói với Lữ Thiếu Khanh, cho ta linh thạch. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm, chớp chớp mấy cái rồi hỏi lại kế ngôn, Huynh nói cái gì? Huynh lặp lại lần nữa xem. Ta cho phép Huynh suy nghĩ kỹ càng, tổ chức ngôn ngữ cẩn thận đi đã. Khi nói lời cuối cùng giọng nói của Lữ Thiếu Khanh đã trở nên bất thiện. Kế ngôn không đổi sắc, nhắc lại, cho ta linh thạch, đưa trước 100 vạn đi. Ta cho Huynh cái chùi y cho huynh một trăm vạn cái chù y, huynh có muốn không? Lữ thiếu khanh nhảy dựng lên, không thấy giống bị thương tí nào, hung tợn nói với kế ngôn, có phải đầu huynh hỏng rồi không? Tiêu y cũng không hiểu, chớp chớp mắt mấy cái. Linh thạch là mệnh căn của nhị sư huynh đó. Dù huynh là đại sư huynh, huynh ấy cũng sẽ không cho huynh. Chẳng thà huynh đừng đòi thì hơn. Những thứ khác, dù có keo kiệt nhưng nhị sư huynh cũng sẽ không giữ rịt lấy như linh thạch nhưng tiêu y cũng biết tính đại sư huynh của mình hắn ta đã mở miệng khẳng định có nguyên nhân tiêu y hỏi kế ngôn đại sư huynh có vấn đề gì không kế ngôn nói các ngươi không phát hiện ra linh lực nơi này không bình thường sao không bình thường tiêu y vội vàng thử một chút lúc này nàng mới phát hiện linh lực trong cơ thể mình giảm đi rất nhiều như một cái hồ nước bất chợt gặp hạn hán mực nước hạ xuống vậy vừa rồi nàng có cùng hai con linh sủng đại chiến quái thú hình rắn có tiêu hao linh lực nhưng bình thường đều không cần để ý cho dù không cố ý nghỉ ngơi nhưng linh lực trong cơ thể cũng sẽ chậm rãi tự bổ sung tiêu y lại thử hấp thu linh lực xung quanh mới biết tuy nhìn thì tưởng linh khí xung quanh rất sung túng nhưng trên thực tế nàng chẳng hấp thu được bao nhiêu đương nhiên linh lực trong cơ thể nàng được bổ sung rất ít theo như trạng thái hiện tại đánh thêm hai trận như vừa rồi nữa trong cơ thể nàng liền trống rỗng không thể đánh được nữa tiêu y kinh ngạc vừa rồi nàng chỉ tập trung vào hai con linh sủng quên mất bản thân mình cái này linh lực nơi này làm sao vậy kế ngôn nói nơi này bị ăn mòn còn nặng hơn động thiên trong môn phái một chút trong cái nơi mà lữ thiếu khanh gọi là động thiên hung địa của môn phái ấy linh lực bên trong cuồng bạo nhưng càng khó mà hấp thu trực tiếp được tiến vào trong đó còn phải mang theo linh thạch vừa chiến đấu vừa dùng linh thạch bổ sung linh lực lữ thiếu khanh vẫn khó chịu ra mặt có cái rắm mà không thích hợp ấy chẳng ảnh hưởng gì tới ta hết ngươi thì khác kế ngôn nói đừng có lôi mình ra nói kế ngôn không còn cảm thấy kinh ngạc về sự quái dị của lữ thiếu khanh nữa trong động thiên hung địa lữ thiếu khanh có thể không cần dựa vào linh thạch ở đây càng không cần phải nói lữ thiếu khanh hầm hừ linh lực nơi này không phải là không thể hấp thu ngươi không biết đi bộ à chà đạp linh thạch hành vi lãng phí đáng xấu hổ thiên đạo có linh sẽ lập tức bổ tên gia hỏa không biết tiết kiệm nhà huynh làm đôi tiêu y bên cạnh sợ hãi nói nhị sư huynh hình như công dụng chủ yếu của linh thạch là để bổ sung linh lực mà dùng linh thạch để bổ sung linh lực đây không gọi là lãng phí mà gọi là dùng hết công dụng của nó nhưng lời này lập tức khơi lên lửa giận của lữ thiếu khanh Lữ thiếu khanh xì xỉ ngón tay vào đầu tiêu y, muội nói cái gì? muội lặp lại lần nữa. Có phải muội hít nhiều không khí nơi này quá rồi trở nên thiếu não giống như ma tộc không? Tiêu y ôm đầu, bị hắn dí sát xuống mặt bàn. Đúng rồi. Đang sĩ tiêu y, lữ thiếu khanh bỗng nhiên phản ứng lại kịp, tính được rồi, đồ ngốc nhà muội phải trả cho ta 100 vạn viên linh thạch. ầm, ừ, tiêu y nghe nói vậy, nhịn không được nữa đập đầu xuống bông tàu mặc kệ cơn đau, nàng lập tức đứng phát dậy ôm trán ngơ ngác nhìn lữ thiếu khanh nhị nhị sư huynh huynh nói cái gì ta nợ huynh một trăm vạn linh thạch khi ngoài năm rồi chúng ta không gặp nhau mới gặp lại nhau được bao lâu chứ đến một viên linh đậu ta còn chưa ăn ta nợ huynh linh thạch khi nào lữ thiếu khanh khẳng định lại lần nữa mà còn rất tri kỹ nói thật chậm thật rõ đề phòng tiêu y không kịp nghe muội nợ ta một trăm vạn viên linh thạch nhớ trả đấy xét quan hệ giữa hai chúng ta ta không thu lợi tức của muội hai mắt tiêu y tối sầm quả nhiên mình không nghe lầm nhị sư huynh nói mình nợ huynh ấy linh thạch thật nhổ lông dê nhổ luôn cả lông của sư muội đáng yêu sao vì vì sao tiêu y đột nhiên rất nhớ sư phụ sư phụ ngài mau tới đi con bị nhị sư huynh bắt nạt lữ thiếu khanh cười hít mắt nói tới đây không vội để ta tính toán cho muội kế ngôn lên tiếng ngắt lời Lữ Thiếu Khanh, đừng có nói lãng sang chuyện khác, đưa linh thạch cho ta trước đã, ta cần chữa thương. Linh khí nơi này không dùng được, muốn chữa thương ở đây cần gấp đôi thời gian bình thường. Kế ngôn không đợi lâu vậy được. Không cho, Lữ Thiếu Khanh không cần nghĩ, lập tức từ chối, linh thạch này ta khổ sở vất vả, đem mạng ra đổi mới kiếm được, làm sao cho huynh được. Kế ngôn nhìn hắn, chân thành nhắc nhở, trong đó ít nhất có một nửa là của ta. Nếu không, chúng ta tính toán thử xem. Tính toán thì tính toán, chẳng lẽ ta sợ huynh, liên quan đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không lùi bước, dù tiên đế có tới cũng đừng mong hắn giao ra linh thạch. Kế ngôn vặn lại, không có ta, để có thể kiếm được nhiều linh thạch thế không? Ta không cần một nửa, cần một phần ba cũng không quá phận nhỉ. Quên đi, Lữ Thiếu Khanh kinh hãi nhảy dựng lên, huynh có cần mặt mũi nữa không hả? Vừa mở miệng đã đòi một phần ba. Huynh trâu bò thế sao không lên trời luôn đi? Một phần ba, hơn một ngàn vạn viên linh thạch. Giết hắn đi cho rồi. Lữ thiếu khanh nghiến răng bước lên hai bước để bày tỏ thái độ kiên quyết của mình, nghĩ đúng đừng nghĩ, nửa viên linh thạch ta cũng không cho. Kế ngôn bỗng nhiên chỉ tay hỏi lữ thiếu khanh, để nhìn thấy gì? Tiêu y nhìn theo hướng kế ngôn chỉ nơi xa xa, thân thể quái thú khổng lồ như một ngọn núi nhỏ. Cái xác bốc mùi hôi thối đến mức bọn họ ở đây cũng có thể ngửi được. Trong tầng bụi mù mịt, xác quái thú có vẻ quỷ dị. Tiêu Y nhìn không rõ, chớp chớp mắt mấy cái. Không phải chỉ là một con quái thú thôi sao? Nàng nhìn đại sư huynh, không rõ đại sư huynh nói vậy là có ý gì. Kế Ngôn cười lên, ngồi trên mũi thuyền, áo trắng tung bay, Tiêu y chỉ thấy quả thực là kiếm công tử trong nhân gian, túng lãng xoái khí, mê chết không biết bao nhiêu nữ nhân. Mà trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh của mình là một con hồ ly lông trắng. Lữ Thiếu Khanh đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời kêu lớn, sư phụ ơi sư phụ, người ở đâu? Người có thể về không? Người về quản đi, đại sư huynh học xấu rồi. Sư phụ, người mau trở lại đi. Huynh ấy học được cách dùng chút xíu linh thạch để dọa nạt sư đệ đẹp trai của huynh ấy. Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Sau khi gào thét hai tiếng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn nói, "Huynh cứ giết ta là được." Lữ Thiếu Khanh như vậy khiến Tiêu Y không đành lòng. Nàng biết nhị sư huynh nhà mình coi trọng linh thạch bao nhiêu. Nàng nhịn không được nói với Kế Ngôn, "Đại sư huynh, hay là xem như xong đi. Chúng ta ở đây lâu một chút, từ từ sẽ đến thôi." kế ngôn chỉ vào thi thể quái thú muội xem không hiểu sao ở chỗ này nguy hiểm trùng trùng nguy cơ tứ phía không khôi phục sớm một chút nếu gặp nguy hiểm phải giải quyết như thế nào đây lời này của kế ngôn đã khiến tiêu y hiểu ra thì ra là ý này chẳng trách nhị sư huynh suýt chút nữa bật khóc ở nơi nguy cơ tứ phía này chỉ có nhanh chóng khôi phục thực lực mới là cách làm chính xác mà bây giờ cần linh thạch để bổ sung linh lực Lữ Thiếu Khanh có nhiều linh thạch nhất đương nhiên phải lấy linh thạch ra. Đưa đây. Kế ngôn nói với Lữ Thiếu Khanh, trước tiên đưa 100 vạn, không đủ lại tiếp tục đưa. Lữ Thiếu Khanh ôm lấy ngực chỉ vào kế ngôn, không nên quá đáng quá, há mồm liền 100 vạn, ngậm miệng liền không đủ thì tiếp tục, huynh cho ta là mỏ linh mạch sao? Vậy đệ cho hay không cho, kế ngôn hỏi. Không cho, Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết, không cho chẳng qua hắn cũng không phải không làm gì, hắn hừ một tiếng nói, cho ta hai ngày, ta sẽ bố trí trận pháp cho huynh. Trận pháp, Tiêu Y sửng sốt, lúc này mới nhớ ra nhị sư huynh của mình là đại gia trận pháp. Không phải là muốn linh lực sao, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, nổi giận, ta bố trí cho huynh 18 tụ linh trận, ta không tin không có đủ linh lực dùng. Kế Ngôn không có ý kiến đối với việc này, hắn ta muốn linh thạch chẳng qua là muốn bổ sung nhanh chóng khôi phục linh lực thật là vô nhân đạo, vậy mà lại ép người bệnh như ta. Lữ Thiếu Khanh mắng chửi rất bận rộn. Tiêu y có chút lo lắng, Lữ Thiếu Khanh bị thương không kém kế ngôn. Nàng lo lắng hỏi kế ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh không sao chứ. Kế ngôn hỏi ngược lại, có thể có chuyện gì chứ. Mùi xem không phải hắn đang nhảy nhót tưng bừng, trong có vẻ là bị thương hay không. Kế ngôn đã sớm biết rõ thân thể Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, hơn nữa còn khôi phục kinh người bị thánh chủ dùng đầu ngón tay đâm nhiều lần như vậy dù cho đâm gãy cả xương cốt của hắn hắn vẫn khôi phục rất nhanh tốc độ nhanh không giống người bình thường điều thực sự khiến lữ thiếu khanh bị thương chính là nội thương cũng cần thời gian điều dưỡng nhưng mà trong hoàn cảnh này hai sư huynh để bọn họ cũng không thể cùng nhau chìm vào tu luyện để khôi phục nhất định phải có người trông coi chẳng may có vài thứ không nên tới bọn họ vẫn phải đề phòng trong lòng hai sư huynh đệ sáng ngời như gương, đều biết mình nên làm cái gì. Đây chính là ăn ý, kế ngôn làm đại sư huynh, sức chiến đấu mạnh, tự nhiên là muốn mau chóng khôi phục tốt, gặp kẻ địch, tự nhiên do hắn ta ngăn cản. Hơn nữa Lữ Thiếu Khanh cũng không cần bế quan khôi phục. Lữ Thiếu Khanh mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng biết mình nên làm cái gì. Chỉ là bắt hắn bỏ ra linh thạch, trong lòng hắn cực kỳ không vui. Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, đi vòng quanh thuyền sau khi dạo qua vài vòng lữ thiếu khanh quen thuộc với địa hình trong lòng liền có chủ ý lại gọi hai linh sủng tới ra ngoài ra xếp một phen cho ta xem xung quanh có vấn đề gì không coi hai con linh sủng như chó mà phái ra tìm tòi một phen xác định trong phạm vi hơn 10 dặm đều không có gì khác thường lữ thiếu khanh liền bắt đầu ra tay lữ thiếu khanh định kết hợp nhiều tụ linh trận lại ta cũng không tin mấy chục tụ linh trận còn không thỏa mãn được huynh. Lữ thiếu khanh nổi giận, bắt đầu bận rộn cả ngày lẫn đêm. Tiêu y đi theo, nhìn lữ thiếu khanh chăm chú bận rộn, không nhịn được cảm thán. Nhị sư huynh tuy rằng lười, nhưng chuyện liên quan đến linh thạch, hắn liền trở nên rất chịu khó. 36 cái tụ linh trận nhất phẩm, 18 tụ linh trận nhị phẩm, 5 tụ linh trận tam phẩm, cuối cùng là một tụ linh trận tứ phẩm then chốt, hợp thành một tụ linh trận cỡ lớn chiếm diện tích 10 dặm. Khi Lữ Thiếu Khanh rót linh lực vào, tất cả tụ linh trận cùng mở ra. Ánh sáng trắng mãnh liệt lóe ra, tia sáng cực lớn xông thẳng lên trời. Trường thương đâm thẳng bầu trời, cắt qua tầng mây u ám phía trên. Ánh sáng mãnh liệt dần co hơn nửa canh giờ mới từ từ biến mất. Linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị hấp thu, rất nhanh bao phủ nơi này linh khí nơi này giống như nước thải đục pha với một lượng nhỏ nước tinh khiết dưới tác dụng của tụ linh trận nơi này giống như một cái hồ chứa đầy nước thải tụ tập lại giữa hồ là một vũng nước trong vắt đủ để cho kế ngôn dùng lượng lớn chất cũng có biến hóa đặt mình trong đại trận tiêu y liên tục thán phục trong ánh mắt mang theo sùng bái đây chính là nhị sư huynh của mình bố trí tụ linh trận nhất nhị tam tứ phẩm không tính là khó nhưng cũng không dễ dàng rất nhiều tu sĩ tinh thông trận pháp đều có thể làm được. Nhưng có thể sâu chuỗi tất cả tụ linh trận lại, tạo thành một đại trận, hợp thành một khối, không phải ai cũng có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh bố trí xong, cảm nhận một chút, lắc đầu, thở dài. "Nhị sư huynh, làm sao vậy?" Tiêu Y vội vàng hỏi. Lữ Thiếu Khanh nói, "Vẫn còn thiếu một chút, nhưng cũng không có cách nào. Nơi này bị những quái vật màu đen kia làm ô nhiễm." có thể dùng được linh lực đã coi như không tệ rồi. Toàn bộ linh lực trong phạm vi trăm dặm đều hấp thu được, cũng không có hiệu quả lớn bằng tụ linh trận nhị tam phẩm ở bên ngoài. Hàng tinh vốn có vẻ càng cỗi, nhưng so sánh với nơi này, hàng tinh chính là thiên đường nhân gian, so sánh với 13 châu, 13 châu chính là tiên cảnh nhân gian. Tiếp theo Lữ Thiếu Khanh lại bố trí thêm mấy mê tung trận để che giấu nơi này. Bận rộn xong, Lữ Thiếu Khanh đi hỏi kế ngôn, được chưa? kế ngôn trả lời hơi kém một chút nhưng cũng tạm ổn khoảng một tháng kế ngôn cho thời gian trở lại bình thường tố chất thân thể hắn ta không bằng lữ thiếu khanh số lần hắn ta bị thương cũng nhiều hơn lữ thiếu khanh cũng coi như là tiểu cường có sinh mệnh giàu có tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn so với người bình thường lữ thiếu khanh nói với hắn ta huynh tốt nhất nên nhanh một chút nếu không đến lúc đó nguy hiểm tìm tới cửa ta sẽ ném huynh lại rồi mang theo sư muội chạy trốn chẳng qua nếu huynh chết huynh cũng phải trả lại ta những vật liệu này tiêu y cảm động nhị sư huynh không ghét bỏ mình là vướng víu sao kế ngôn nhắm mắt lại cùng chết đi được đi sang một bên lữ thiếu khanh hùng hùng hổ hổ trở lại bông tàu ngồi xuống mới vừa ngồi xuống tiêu y liền tò mò lại gần hỏi nhị sư huynh huynh lấy được nhiều vật liệu như thế ở đâu vậy vật liệu cần để xây dựng nhiều tụ linh trận như vậy không phải một chút xíu đối với môn phái chỉ có hai ba người mà nói cũng đủ để cho bọn họ phá sản lăng tiêu phái rất nghèo lữ thiếu khanh không thể có nhiều vật liệu như vậy mặc dù lữ thiếu khanh đánh cướp không ít người chiếm được không ít vật liệu nhưng với tính cách của lữ thiếu khanh hắn có thể không chớp mắt mà lấy ra nhiều vật liệu như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện những vật liệu này đối với lữ thiếu khanh mà nói là bé nhỏ không đáng kể không đủ để lữ thiếu khanh đau lòng rơi lệ trong tay hắn còn có nhiều vật liệu hơn cho nên hắn mới đồng ý lãng phí tiêu xài như thế nhị sư huynh huynh đi tới hàng tinh cướp bóc của ai sao lữ thiếu khanh tiếc nuối thở dài nói không có ở hàng tinh này ta chỉ có thể là một công dân tuân thủ pháp luật không dám làm một chút chuyện trái pháp luật nào hàng tinh rất nguy hiểm hắn là người ngoại quốc nào dám sằng bậy. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ trêu chọc tới Phật Ba Lạc của Thánh Địa. Tiêu y không tin, không thể nào, nhị sư huynh không làm gì ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh ném một viên linh đậu vào miệng, chẹp chẹp hai cái nói, đúng vậy, không tin ngươi hỏi khỉ ngốc đi. Hơn nữa ta còn giúp đỡ người nghèo. Nói tới đây, Lữ Thiếu Khanh càng thêm thổn thức không thôi hắn thật sự đã đầu tư rất nhiều thứ vào người tan lạc và úc linh có lẽ tương lai cũng không có chút lợi nhuận nào đây là vụ mua bán lỗ vốn lớn nhất mà hắn từng làm mỗi khi nhớ tới nội tâm luôn ẩn ẩn đau đớn con khỉ nhỏ ở bên cạnh kêu hai tiếng nghẹn đến vô cùng khó chịu huynh đã làm rất nhiều việc xấu tiêu y càng thêm không tin ánh mắt lóe lên lấp lánh ánh sáng thông minh ta không tin nhị sư huynh từ trước đến nay chỉ có đồ trong túi chứa ở bên ngoài miệng chứ không thể nào lấy đồ từ trong túi ra ngoài ngoại trừ đại sư huynh và sư phụ ra không có mấy người có thể nhận được lợi ích từ trong túi nhị sư huynh a à, ta cũng tính là một người đó những người khác không dính dáng nửa phần vật liệu cũng đừng nghĩ lấy được từ chỗ nhị sư huynh chớ nói chi là nửa viên linh thạch cho nên tiêu y cảm thấy nhị sư huynh huynh nhất định đang gạt ta Lữ Thiếu Khanh nghe vậy càng thêm thương cảm, tạo phản rồi, ngay cả lời của ta cũng không tin. Tại sao làm chút chuyện tốt, đi xóa đói giảm nghèo mà cũng không ai tin ta vậy, hay, ánh mắt thế tục chính là làm cho người ta chán ghét như thế. Nghĩ vậy, Lữ Thiếu Khanh gõ tiêu y một cái, đừng dùng ánh mắt thế tục nhìn nhị sư huynh muội. Tiêu y ôm đầu, xoay lại câu hỏi, nhị sư huynh, vậy huynh lấy đâu ra nhiều vật liệu như vậy? Thiên cung môn, có vấn đề gì sao lữ thiếu khanh thuận miệng đáp quả thực khiến tiêu y kinh hãi nhị nhị sư huynh 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 đi cướp thiên cung môn sao lữ thiếu khanh gật đầu đúng vậy ai bảo thiên cung môn đáng ghét như vậy ta không cướp của bọn họ thì cướp của ai còn có lão cẩu hóa thần kia sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ trừng trị ông ta nói đến hóa thần của thiên cung môn lữ thiếu khanh hận đến nghiến răng nếu như không phải quách bùi nguy cho hắn một tấm linh phù, hắn không chắc sẽ rơi xuống hàng tinh này. Cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Thậm chí có thể nói, nếu như không có quách bùi nguy nhúng tay, không chừng lúc này hắn đã làm trạch nam ở thiên ngự phong rồi. Linh phù lục phẩm, vậy mà cái tên chó kia cũng cam lòng dùng sao, sao ông trời không chém chết ông ta đi, hay, nói nhiều đều là nước mắt. Lữ thiếu khanh ngẫm lại liền cảm thấy buồn bực. Tiêu y khiếp sợ, phấn chấn hẳn lên nhị sư huynh huynh có thể nói cho ta biết một chút không giọng tiêu y kích động run rẩy chuyện kích thích như vậy nghe một chút cũng cảm thấy kích thích lữ thiếu khanh lại không cho là đúng có cái gì đáng để nói chứ chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới tiêu y lập tức làm nũng nhị sư huynh huynh cứ nói đi muội muốn nghe lữ thiếu khanh thuận miệng nói sau khi nghe lữ thiếu khanh bưng mấy kho hàng ở thiên cung môn đi Tiêu Y cúi đầu lại. Toàn bộ việc lớn vẫn phải để nhị sư huynh ta làm. Hừ hừ, Thiên Cung môn hối hận vì đắc tội sư phụ ta rồi chứ? Tiêu Y không cần đoán cũng biết Lữ Thiếu Khanh là vì Thiều Thừa mà trút giận. Lúc Thiên Cung môn uy hiếp Thiều Thừa ở lại đối phó ma tộc đã đắc tội với Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cười rộ lên, sư phụ vì nàng mà bị ép ở lại, hiện tại biết Lữ Thiếu Khanh trừng trị Thiên Cung môn một phen, nàng cười đến rất vui vẻ chỉ hận không thể tự mình thưởng thức biểu cảm của những người ở Thiên cung môn kia. Bởi vậy, Thiên cung môn khẳng định tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy cái nhà kho bị dọn sạch, đổi lại là môn phái nhỏ khác thì đã trực tiếp giải tán được rồi. Lữ Thiếu Khanh có chút đáng tiếc nói, ai mà biết được. Nếu có thể tìm được kho chứa linh thạch thì tốt rồi. Mặc dù mạnh như Thiên cung môn, không có linh thạch cũng phải khóc 10 ngày nửa tháng đi. Đáng tiếc, đáng tiếc tiêu y cười hì hì nói không tệ nhị sư huynh đã rất lợi hại dù sao nhị sư huynh cũng có rất nhiều linh thạch có thể dẫn ma tộc tới thiên cung môn để hai bên sống mái với nhau lại tranh thủ mà đi hôi của ngoại trừ lữ thiếu khanh thì không ai khác có thể làm được được rồi đừng ở chỗ này nịnh nọt nữa nói đến linh thạch ta còn phải tính sổ với muội sắc mặt tiêu y suy sụp ngay tại chỗ chắc Tiêu y tự tác mình một cái. Miệng tiện, vì sao còn muốn nói đến linh thạch chứ, đây không phải là tự mình tìm chuyện sao, khóc không nổi sao, muốn tát mình một cái, muốn khóc để ta không thu linh thạch của muội sao, Lữ Thiếu Khanh nhìn tiêu y, nói với nàng đừng làm điều thừa, cho dù muội khóc đến long trời lỡ đất cũng không thương lượng được, linh thạch nợ ta nhất định phải đưa cho ta. Tiêu y nằm sấp trên bàn, hết sức không phục, tại sao? Ta không nợ nhị sư huynh một viên linh thạch nào mà. Ta cũng không phải là tỷ tỷ ma tộc, có thể nợ huynh 20 vạn viên linh thạch. Ai nói không có? Đến, đến, để ta tính toán với muội. Vì tìm muội, ta đi từ Nam Hoang tới đây, mỗi lần đến một tòa thành phải ngồi truyền tống trận, mỗi lần tốn ít nhất 300 viên linh thạch trở lên. Hai người ít nhất 600, ít nhất cũng phải trên trăm tòa truyền tống trận. Tiêu Y sợ hãi nhắc nhở, "Nhị sư huynh, tính ra cũng chỉ có 6 vạn linh thạch." muội thì biết cái gì muội biết tính toán sao dựa theo tính toán của muội cả đời này muội cũng không được ăn bốn món đâu trên đường đi ta và đại sư huynh của muội không cần bỏ phí sao ví dụ như đại sư huynh của muội muốn đi dạo thanh lâu gì đó không cần linh thạch sao còn có phí mất thời gian làm việc nữa không cần sao dọc theo đường đi còn phải chiến đấu chịu không ít đau khổ những thứ này cộng lại tính ra 100 vạn viên linh thạch xem như cũng đã giảm giá cho muội. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt đầu ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc, miệng lại nói năng bậy bạ. Tiêu Y cúi mặt, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt như một đứa trẻ 3 tuổi. Đại sư huynh đi dạo thanh lâu sao, thế giới có bị hủy diệt cũng không xảy ra. Nếu thực sự tính ra, hai vị sư huynh của nàng tuyệt đối không tốn bao nhiêu linh thạch. Đúng là sư tử mở miệng. Thật đáng giận ngay cả sư muội đáng yêu như ta cũng muốn bắt chẹt. Nhị sư huynh, huynh thật đáng giận, sau khi trở về ta phải nói cho sư phụ biết. Không có việc gì, cứ tùy tiện cáo trạng, dù sao muội cũng thiếu ta 100 vạn mai linh thạch, đây cũng là vì tốt cho muội. Miệng tiêu y vẫn lên đến nỗi có thể treo được ba cân thịt. Nghĩ đến việc tự dưng lại nợ nhị sư huynh 100 vạn viên linh thạch, ngẫm lại cũng đau lòng. Nhị sư huynh, huynh xem có thể bớt một chút không? tiêu y định mặc cả nàng biết nếu lữ thiếu khanh quyết định gõ xà nhà nàng nàng trốn không thoát chi bằng mặc cả để lữ thiếu khanh thu ít một chút để nàng bớt áp lực một chút lữ thiếu khanh liếc mắt nhìn nàng mùi còn muốn mặc cả tiêu y cười làm lành vội vàng bóc hai viên linh đậu cung kính đưa lên hì hì cười nói nhị sư huynh huynh xem ta chẳng qua chỉ là một quỷ nghèo cũng không có cái gì cả làm sao tìm được một trăm vạn viên linh thạch cho huynh đây không đúng muội không phải đại tiểu thư tiêu gia sao chủ nhân tương lai của tiêu gia không ai khác ngoài muội chỉ là một trăm vạn viên linh thạch đối với tiêu gia mà nói như chín trâu mất sợi lông đó là của gia tộc không phải của ta tiêu y vội vàng rũ sạch ta cũng không có tâm tư làm gia chủ ta làm tiểu sư muội của nhị sư huynh là tốt nhất không biến sắc mà vuốt môn ngựa nhưng lữ thiếu khanh không ăn, đừng, loại phiền toái như muội đến ta cũng không muốn. Nếu không phải đại sư huynh muốn tới tìm muội, ta cũng không muốn quản sống chết của muội, trực tiếp trở về là được rồi. Lời này tiêu y tự động loại bỏ. Nhị sư huynh là loại người mạnh miệng mềm lòng. Nhị sư huynh, huynh xem, ta làm gì có cơ hội gì để kiếm linh thạch, cho dù nợ huynh một triệu mười triệu, ta cũng không có cách trả. Bớt một chút đi, nhị sư huynh. Tiêu y kéo ống tay áo Lữ Thiếu Khanh lắc lắc, làm nũng nói, một vạn được không? Coi như là chút ý tứ, sau này ta tuyệt đối nghe lời huynh. Một vạn, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu như trống bỏi, nghĩ hay lắm, một triệu biến thành một vạn, nhà muội giết heo sao? Giết ác như vậy. Vậy, năm vạn, được không? Tiêu y chỉ có thể cẩn thận tăng giá, dáng vẻ như sắp khóc, nhiều hơn nữa, ta thật sự không trả nổi. Nhìn tiêu y như vậy, Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy vẫn nên nể mặt tiểu sư muội, dù sao mình cũng là sư huynh dịu dàng đẹp trai, 10 vạn, ít hơn nữa ta sẽ không đồng ý, nhưng mà ta còn phải kiếm rất lâu mới đủ. Tiêu Y càng thêm buồn bực, khoản nợ 10 vạn linh thạch cứ như vậy mà quyết định sao? Không sao, có thể từ từ khấu trừ phúc lợi của môn phái. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt, nước chảy đá mòn mà. Tiêu Y vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nếu như là khấu trừ phúc lợi môn phái một tháng một trăm viên linh thạch vậy phải khấu trừ đến năm nào tháng nào đối với tiêu y mà nói một trăm viên linh thạch này nàng đã không để vào mắt nàng thậm chí còn hào phóng nói nhị sư huynh nếu như huynh muốn khấu trừ phúc lợi của môn phái một trăm vạn linh thạch ta cũng nhận lữ thiếu khanh đánh giá tiêu y từ trên xuống dưới đoán được nguyên nhân khiến thái độ của tiêu y thay đổi đây chính là lời muội nói đến lúc đó đừng hối hận Tiêu Y vỗ ngực ầm ầm, sẽ không hối hận, mỗi tháng 100 viên linh thạch, cùng lắm là 90 năm sẽ xong. Vì cảm tạ nhị sư huynh ngươi ngàn dặm xa xôi tới cứu ta, đến lúc đó khi trở về môn phái linh thạch 100 năm ta đều cho huynh hết. 100 vạn viên linh thạch dùng 100 năm để trả lại, siêu cấp đáng giá. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, sư muội rất thượng đạo mà. Một lời đã định. Tiêu Y nghe vậy, hỏi, nhị sư huynh có cần ta thề không? Đây là chuyện Lữ Thiếu Khanh thích làm nhất, dùng lời thề ước định. Lữ Thiếu Khanh ung dung cười, không cần, ta tin là muội cũng không dám đổi ý, hắc hắc. Tiêu y cười hì hì, kẻ ngốc mới đổi ý, chuyện có lời như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Tiêu y vốn tưởng rằng 100 vạn viên linh thạch sẽ rất khó giải quyết, nhưng hiện tại xem ra, vô cùng dễ dàng. Tiêu y yên tĩnh và ân cần lột linh đậu cho Lữ Thiếu Khanh. Cứ như vậy, sư huynh muội ba người liền dựng trại ở chỗ này. Có một chiếc phi thuyền, ngay cả công phu dựng lều cũng tiết kiệm hơn. Tụ linh trận lớn như vậy không ngừng hấp thu linh lực xung quanh, hội tụ tất cả linh lực cùng một chỗ. Không quá vài ngày, đất đai xung quanh vậy mà lại có biến hóa. Bụi trên bề mặt giảm dần và bắt đầu lộ ra mặt đất. Thảm thực vật màu đen thối rữa, tảng đá màu xám trắng, cây cối khô héo, hết thảy đều có vẻ trầm lặng không có sự sống của bất kỳ thực vật nào tồn tại ở đây chẳng qua thảm thực vật màu đen bỗng nhiên nhúc nhích một con sâu màu đen từ bên trong chui ra tiếp theo một con rắn màu đen bò qua lưỡi rắn phun ra miệng há ra nuốt con sâu màu đen này vào trong bụng đôi mắt đỏ tươi tản ra sự tàn bạo bên cạnh có một con chuột màu đen chạy qua phát hiện con rắn màu đen không nói hai lời vòng lại đường cũ nhanh chóng chạy xa con rắn đen đuổi theo. Trên bầu trời có một bóng đen xẹt qua, chim bay vẫn màu đen xuất hiện, lao về phía màu đen rắn. Rắn đen lập tức xoay người chạy trốn, nhân vật biến hóa, thợ săn biến thành con mồi. Một màn này không ngừng phát sinh bên ngoài tụ linh trận. Linh lực ở đây dồi dào, càng ngày càng nhiều động vật tụ tập xung quanh. Đầu tiên là động vật giả thú bình thường, tiếp theo là có bóng dáng thật lớn bắt đầu mơ hồ hiện ra, Hung thú bắt đầu xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, số lượng giả thú hung thú xung quanh dần dần nhiều lên. Mỗi ngày đều có vô số giả thú hung thú chiến đấu chém giết, tử thương vô số. Máu tươi màu đen bắn tung tóe, thi thể chết rất nhanh bị giả thú hung thú xung quanh đồng loạt xông lên, gặm ăn hầu như không còn. Nhị, nhị sư huynh. Tiêu Y nhận thấy tình huống xung quanh có gì đó không đúng, vội vàng đi đánh thức Lữ Thiếu Khanh cũng đang chữa thương xung quanh xuất hiện bóng dáng thật lớn cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm nhẹ làm cho người ta hết hồn hết vía lữ thiếu khanh không cho là đúng thần thức của hắn kinh người đã sớm dò xét rõ ràng tình huống xung quanh xung quanh dần dần xuất hiện động vật thì không cần phải nói đều là bởi vì linh lực nơi này mà đến mặc dù bày ra trận pháp che giấu nhưng nơi này vẫn là giống như một bóng đèn trăm quát liều mạng tản ra ánh sáng hấp dẫn hết thảy vật thể có sinh mệnh xung quanh. Linh lực nơi này nồng đậm, những động vật hung thú kia có khứu giác nhạy bén tự nhiên lũ lượt tiến về bên này. Chẳng qua cũng may, xung quanh có mê tung trận, chúng nó không tiến vào được nơi này. Hiện tại thời gian đã trôi qua hơn 20 ngày, khoảng cách thời gian kế ngôn cần còn thiếu chút nữa. Thật là chậm muốn chết, ta cũng tốt hơn phân nửa rồi. Lữ thiếu khanh lầm bầm. Thể chất của hắn khác với ngươi thường, mấy ngày nay cũng là đang khôi phục đức quảng. Chẳng qua kế ngôn rõ ràng đang ở thời khắc mấu chốt, không đến một khắc cuối cùng Lữ Thiếu Khanh sẽ không đánh thức kế ngôn. Tiếp tục chờ đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tiếp tục như vậy, đợi huynh ấy tỉnh lại đã. Xung quanh có trận pháp, có thể duy trì một thời gian ngắn. Mà ở xa xa, có hai đôi mắt đang nhìn chăm chú nơi này. Nhìn rất nhiều giả thú hoặc là hung thú tiến vào trong sương khói màu trắng, có con từ đường cũ lao ra, cũng có con xuất hiện ở một phương hướng khác. Ở phía xa, một nam nhân thấp giọng nói, những sương mù này có chút kỳ quái. Bên cạnh nam nhân là một nữ nhân, nàng ta nhíu mày, thấp giọng nói, kỳ quái, nơi này chúng ta đã tới vô số lần, tại sao lại đột nhiên xuất hiện sương mù màu trắng? Bên trong rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Có phải bộ tộc Khê Bích đang làm gì không? Nam nhân và nữ nhân nửa ngồi xổm trên mặt đất, trên người hai người đều mặc giáp đen mà vẫy bên ngoài áo giáp đều là chế tạo từ vẫy động vật quái thú tản ra khí tức mịt mờ ngực nữ nhân còn đeo một miếng da thú màu trắng nhạt có thêm vài phần dịu dàng của nữ nhân chẳng qua biểu cảm của hai người đều là vô cùng lạnh lẽo trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh lùng làn da hai người vô cùng trắng là loại da trắng đã lâu không thấy mặt trời nam nhân lắc đầu không đâu bộ tộc Định Ất và bộ tộc Khê Bích tranh đấu nhiều năm như vậy, bọn họ có thủ đoạn gì chúng ta đều biết rõ. Lông mày nữ nhân chưa từng giãn ra nửa phần, ngược lại nhăn càng sâu, nhiều động vật chạy tới như vậy, đồ ăn cho tộc nhân và tế tự đều sẽ trở thành một vấn đề. Nam nhân cũng lo lắng không thôi, đúng vậy, cách nơi này quá xa, hơn nữa quái thú ở đây nhiều lắm, không thể dễ dàng ra tay săn giết. Đi về trước, nói rõ tình huống nơi này cho tộc trưởng, Nhìn xem ý tứ của tộc trưởng như thế nào đi. Chẳng qua còn chưa nói xong, ánh mắt nữ nhân chợt ngưng tụ, chỉ về phía trước nói, người của bộ tộc Khê Bích tới. Nam nhân cũng thấy được một đám người xa xa, biểu môi vẫn là khoa trương như thế, nhiều người đến như vậy, không sợ bị quái thú ăn sạch sẽ sao? Người bộ tộc Khê Bích tới nơi này cũng ăn mặc không khác nhiều so với hơn 20 người bọn họ. Trên người đều mặc áo giáp màu đen chẳng qua vảy giáp bên ngoài có lẽ có hình dạng hơi không giống nhau. Mỗi người bọn họ đều tản ra khí tức dũng mãnh, hơn 20 người đi theo nhóm, hình thành uy áp cực mạnh khiến cho động vật hung thú hơi nhạy bén đều lập tức tránh né. Nhìn người của bộ tộc Khê Bích bắt đầu phái người tiến vào trong sương khói màu trắng, nam nhân và nữ nhân của bộ tộc Định Ất ở một bên nhìn lén không bình tĩnh nổi. Mặc kệ như thế nào, bên trong nhất định có bảo bối khó lường xuất hiện, Mau truyền tin cho tộc trưởng dẫn người tới mới được. Chỗ tốt này tuyệt đối không thể để cho bộ tộc Khê Bích lấy. Thời gian lại trôi qua vài ngày, hôm nay Lữ Thiếu Khanh lại bị Tiêu Y đánh thức. "Nhị sư huynh, nhị sư huynh, bên ngoài, bên ngoài." Tiêu Y rất kích động. "Ầm ỉ muốn chết." Lữ Thiếu Khanh đang nằm ngủ, bị đánh thức, đè nén tức giận khi mới rời giường, căm tức nhìn Tiêu Y, tốt nhất là phải cho ta một lời giải thích nếu không ta cho muội biết cái giá của việc đánh thức ta tiêu y chỉ vào một phương hướng bên ngoài nói nhị sư huynh xem có người có người tiêu y cảm nhận được người của bộ tộc khê bích bên ngoài nhất thời rất kích động vốn tưởng rằng nơi này là một nơi yên tĩnh không ngờ lại có người sống sót lữ thiếu khanh cũng nhận ra nhân loại bên ngoài nhất thời ngẩn ra nơi này mà cũng có người sống sót sao chẳng qua sau khi cẩn thận cảm thụ một phen Biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh thả lỏng không ít. Thực lực của những người này cũng chỉ khoảng luyện khí kỳ, hắn dùng một ngón tay cũng có thể diệt những người này. Lữ Thiếu Khanh hứng thú, những người này tới đây là muốn làm gì? Thần thức lướt qua, Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, ở đây có bảo bối gì không? Vì sao ta không phát hiện ra? Nếu có bảo bối, đó chính là của hắn. Ai đến cũng không lấy được. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí dám đến cướp bảo bối với hắn không thể bỏ qua tiêu y nhắc nhở lữ thiếu khanh nhị sư huynh bọn họ không biết chúng ta ở bên trong cảm thấy ở đây có bảo bối a à, cũng đúng lữ thiếu khanh kịp phản ứng ánh mắt nhìn ra bên ngoài giống như có thể nhìn ngược lại những người bên ngoài nhị sư huynh có muốn tiếp xúc với bọn họ không tiêu y hỏi nơi này đột nhiên xuất hiện nhân loại nói rõ nơi này cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh có lẽ có thể biết được một ít tình báo từ trong miệng của mấy người kia. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cần, để bọn họ ở bên ngoài lăng qua lăng lại đi, chờ Đại sư Huynh khỏe lại rồi nói. Người tới không biết là địch hay bạn, không biết bên phía đối phương có kẻ mạnh hay không, lúc này vẫn là không nên tùy tiện tiếp xúc. Tiêu y tự như khán giả, vui vẻ nhìn người bên ngoài lăng qua lăng lại. Không quá hai ngày, bên ngoài lại có một đám người khác tới, đôi bên dương cung bạc kiếm tranh cãi với nhau, bầu không khí rất không tốt. Cuối cùng, họ dường như đã đạt được một thỏa thuận. Bắt tay dò xét rõ ràng tình hình nơi này, sau đó lại phân chia bảo bối. Chẳng qua việc bọn họ liên thủ, dường như thật sự có thể tìm tòi được một chút thứ. Phạm vi vốn hơn 10 dặm, bọn họ lại có thể tiến vào khoảng cách hơn một dặm. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra vấn đề trận pháp, đi ra nhìn, sao lại có người tới, thật sự coi chúng ta là bảo bối sao tiêu y nói tin tức nàng nghe được ra nhị sư huynh trong bọn họ có một bên tên là bộ tộc khê bích một bên tên là bộ tộc định ớ lần này bọn họ đều có tộc trưởng dẫn đội nghe nói bọn họ còn có vũ khí bí mật gì đó nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy khi bọn họ bắt tay có một đám sương mù màu đen huynh xem chính là như vậy dưới thần thức cảm giác của lữ thiếu khanh người của hai bộ tộc bắt tay xếp thành hàng chỉnh tề giống như phương trận cái này có điểm tương tự trận pháp ma tộc trên người bọn họ sáng lên ánh sáng màu đen cuối cùng hình thành thành một đám sương mù giống như một thứ có sinh mệnh đang chậm rãi bay vào trong mê tung trận sương mù màu đen giống như quỷ hồn bay vào nuốt chửng sương mù màu trắng hoặc là nói đang đồng hóa sương mù màu trắng biến thành sương mù màu đen lữ thiếu khanh nhận thấy sương mù màu trắng do mê tung trận sinh ra đã giảm đi một ít trận pháp bản thân bị ăn mòn tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng tiếp tục như vậy tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cũng sẽ phá mê tung trận của hắn. Có tài đấy. Lữ Thiếu Khanh nắm cầm, ánh mắt dừng trên người những người này. Mấy tên này, có gì đó không đúng. Lữ Thiếu Khanh quan sát một phen, cuối cùng thấp giọng tự nói. Sau khi những người đó bắt tay lại, biểu cảm của bọn họ trở nên dại ra, giống như mất đi linh hồn. Có cái gì không đúng, giọng của kế ngôn vang lên tiêu y quay đầu nhìn cao hứng hẳn lên đại sư huynh huynh khỏe chưa kế ngôn gật đầu đứng lên không kém nhiều lắm thực lực đã khôi phục bảy tám phần vết thương lúc trước cũng tốt hơn kế ngôn chú ý tới tình huống bên ngoài cũng hơi giật mình có người sao kế ngôn vốn tưởng rằng nơi này đã là khu cấm vật sống sẽ không có nhân loại nào sinh hoạt ở chỗ này lữ thiếu khanh nói có gì kỳ quái sinh mệnh con người giống như tiểu cường ngoan cố nơi nào cũng có thể cắm rễ sinh hoạt sự ngoan cường của nhân loại vượt xa sức tưởng tượng của bản thân chẳng qua thứ lữ thiếu khanh để ý chính là những người này hình như có chút kỳ lạ hắn nói với kế ngôn huynh có phát hiện bọn họ rất kỳ lạ không kế ngôn cẩn thận quan sát một phen gật đầu đúng là kỳ lạ công pháp của bọn họ cũng rất quỷ dị tiêu y nhìn bên này nửa ngày cũng không nhận ra đại sư huynh nhị sư huynh bọn họ có cái gì kỳ lạ sao lữ thiếu khanh lắc đầu không phát hiện đến cả trận pháp bọn họ cũng không biết sao nơi này bố trí trận pháp ở nơi khác chỉ cần là người tu luyện đều có thể biết nhưng những người này không biết còn tưởng rằng nơi này sẽ có bảo bối lữ thiếu khanh nhìn những người bên ngoài muốn vào nói với kế ngôn và tiêu y xem ra phải tiếp xúc với họ một phen rồi tìm hiểu rõ ràng nơi này là nơi nào đến lúc đó sẽ tìm cơ hội rời đi nơi này dù sao cũng bị quái vật tàn sát bừa bãi có trời mới biết còn có thứ nguy hiểm hơn hay không tìm hiểu thông tin tình báo này từ miệng dân địa phương là cách tốt nhất suy nghĩ một chút lữ thiếu khanh vung tay lên thu phi thuyền lại nói với hai người chúng ta trốn đi trước xem bọn họ sẽ làm gì sau khi nói xong vung tay lên dừng một mê tung trận lại tiếp theo ba người liền biến mất tại chỗ khi người của bộ tộc Định Ất và bộ tộc Khê Bích còn đang buồn rầu, bỗng nhiên có người hô lên, được, được rồi. Có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Mọi người nghe vậy phấn chấn tinh thần, nhao nhao mừng rỡ. Đặc biệt là tộc trưởng hai bộ tộc sau khi liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý đề phòng đối phương, sau đó mang theo tộc nhân của mình nhanh chóng xông vào bên trong. Từ bên ngoài tiến vào bên trong, khoảng cách khoảng chừng 10 dặm. Người của hai bộ tộc cách nhau hai ba mươi mét, chạy như điên về phía vị trí chính giữa. Cố lên, không thể tụt sau người của bộ tộc định ất được, không thể chấp tay nhường bảo bối tốt cho người khác. Đừng cho người của bộ tộc khê bích đoạt trước. Hai bộ tộc tranh nhau chen lấn, không muốn tụt lại phía sau đối phương. Chẳng qua tốc độ của bọn họ cũng không sai biệt lắm, ai cũng không bỏ rơi được ai. Đi tới đi lui, bỗng nhiên bộ tộc khê bích có vài người xông tới. Người của bộ tộc định ất vừa nhìn, biết người của bộ tộc khê bích muốn làm gì tiểu nhân đê tiện sau đó tộc trưởng định ất cũng vội vàng bảo mấy người ra tay ngăn cản bọn họ như vậy người mà hai bên phái ra càng ngày càng nhiều đều đánh nhau ở nửa đường đôi bên chỉ còn lại ba người đều do tộc trưởng dẫn đội tộc trưởng của bộ tộc khê bích cười ha ha cô ngãi ngươi hết hy vọng đi bảo bối lần này tuyệt đối là của ta tộc trưởng bộ tộc định ất cô ngãi lạnh lùng đáp lại đà tập ngươi nằm mơ đi bảo bối là của bộ tộc định ất chúng ta ha ha các ngươi đánh thắng ta sao tộc trưởng bộ tộc khê bích cười ha ha ba người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta hai người đi theo sau đà tập cũng cười ha ha trong tiếng cười tràn ngập đắc ý hai bộ tộc biết rõ thực lực của ai như thế nào thực lực của đà tập mạnh hơn côn kỳ đến lúc đó nếu tìm được bảo bối đánh nhau cũng là đà tập chiếm tiện nghi côn kỳ không nói lời nào chỉ lặng lẽ tăng tốc độ. Nhưng tốc độ của đám người đà tập cũng không chậm, vẫn duy trì xu thế cùng tiến. Hơn nữa đà tập còn không ngừng dùng ngôn ngữ đã kích ba người côn kỳ, trong lời nói tràn ngập đắc ý, giống như là hắn ta thắng lợi vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba người đà tập bịch một tiếng, giống như đụng vào một bức tường không khí vô hình. Tốc độ ba người rất nhanh, lần va chạm này làm ba người choáng váng hoa mắt, nửa ngày không tỉnh táo lại đợi đến khi ba người lắc đầu khôi phục lại ba người côn kỳ sớm đã biến mất không thấy a à a à, đà tập kinh ngạc và tức giận đây là xảy ra chuyện gì vậy hắn ta cẩn thận từng ly từng tí vươn tay về phía trước lại không chạm vào được bất cứ vật gì giống như việc đụng phải bức tường vô hình vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn ta tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng đà tập không có tâm tư ở chỗ này suy nghĩ nhiều nhanh chóng đuổi theo rất nhanh đà tập đã đi đến bên trong nhìn thấy ba người côn kỳ đứng trên một khoảng đất trống lớn đà tập căm tức nhìn côn kỳ côn kỳ bảo bối đâu giao ra đây côn kỳ lắc đầu thành thật nói nơi này không có cái gì cả chúng ta tới nơi này đã là như vậy rồi đà tập cười lạnh không thôi ngươi cho rằng ta sẽ tin sao côn kỳ lạnh mặt ngươi có tin hay không thì tùy cáo từ muốn đi Đà Tập đương nhiên sẽ không đồng ý, muốn đi cũng phải giao bảo bối ra. Đã nói là nơi này không có bảo bối rồi. Một nữ nhân đi theo bên người côn kỳ quát lớn, chúng ta cần phải gạt ngươi sao? Các cửu, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài của bộ tộc định ất thì có tư cách nói chuyện với ta. Đà Tập đằng đằng sát khí nói, hôm nay mặc kệ các ngươi nói cái gì, không giao ra bảo bối, chết. Nam nhân đứng cùng một chỗ với các cửu tên lãng phong, cũng là thiên tài của bộ tộc định ất, hắn ta bất mãn hét lớn, đà tập, đừng cho thể diện mà không cần. Lời này là ta nói với các ngươi mới đúng. Sát ý của đà tập càng thịnh, hai người bên cạnh hắn ta đã làm tốt chuẩn bị ra tay, thức thời liền giao bảo bối ra đây, ta tha cho các ngươi không chết. Mặt côn kỳ âm trầm, xem ra việc hôm nay không thể thiện. Đà tập cười ha ha, đúng lúc, hôm nay tranh thủ cơ hội này ta sẽ giết các ngươi, không tính tất cả các ngươi, để tế ti đại nhân tiến thêm một bước. Giết! Yes. Đến bước này, điều đôi bên có thể làm chính là đánh nhau. Hai tộc trưởng một chọi một, các cửu và lãng phong cũng chống lại một người của bộ tộc Khê Bích. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt, người của hai bộ tộc từ bên ngoài tới đây cũng lần lượt gia nhập chiến trường. Lúc này đây, hai bên mới lôi sát chiêu thực sự ra, lấy việc cướp lấy tính mạng đối phương làm mục đích mà ra tay rất nhanh tràn diện trên dưới thi thể liền dần dần tăng nhiều. Nhân số tộc nhân hai bên tử thương gia tăng, cũng làm cho hai tộc trưởng nổi giận. Thực lực của côn kỳ không bằng đà tập, rơi vào hạ phong nên phẫn nộ rống lên, đây là ngươi ép ta. Côn kỳ hét lớn một tiếng, miệng trắng nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra. Mời tế ti đại nhân ra tay. Một cái bóng đen xuất hiện từ thân thể côn hành từng bóng đen cao hơn một trượng chui ra từ thân thể cung kỳ, ngưng tụ thành thực thể. Toàn thân màu đen, hai con mắt đỏ tươi, khiến người ta không rét mà run. Ngươi có, ta không có sao. Đà tập cười ha ha, với cách làm tương tự, trong thân thể hắn ta cũng có bóng màu đen chui ra. Ba người lữ thiếu khanh lơ lửng trên trời nhìn thấy, không nhịn được nhíu mày. Đó là những con quái vật kia. Sát khí của kế ngôn đột nhiên hiện ra, có xúc động muốn đâm một kiếm xuống. Quái vật màu đen tạo thành thương tổn cực lớn cho lăng tiêu phái, khiến lăng tiêu phái đau khổ dãy dụa trong một ngàn năm, mấy lần gặp phải nguy cơ diệt môn. Mặc dù bóng đen và quái vật đen khác nhau rất nhiều, nhưng kế ngôn có thể cảm nhận được luồng khí tức tà ác hủy diệt kia trên người bọn họ. Hai bên là cùng một nguồn, giống nhau như đúc. Đừng làm loạn. Lữ thiếu khanh vội vàng ngăn cản kế ngôn, nghiêm túc cảnh cáo hắn ta, hiểu rõ tình huống rồi nói sao Những người này bình thường thoạt nhìn không có gì khác biệt. Nhưng mà sau khi trong cơ thể xuất hiện sương mù màu đen kia, biểu cảm của bọn họ dại ra, giống như bị hút đi linh hồn. Hai người đà tập và côn hành cũng vậy. Ánh mắt bọn họ dại ra, giống như bị con rối bị điều khiển, đứng tại chỗ không nhúc nhích, để mặc cho hai cái bóng đen chiến đấu. Ánh mắt lửa thiếu khanh sâu kín, Hắn còn có thể nhìn thấy trên người hai người có một tầng sương mù màu đen rất nhạt, rất nhạt bao phủ, cũng không biết là nối liền với cái bóng đen đó, hay là một cái vòng phòng hộ bảo vệ bọn họ. Những người mà họ gọi là tế ti có liên quan rất lớn đến sức mạnh của họ. Cả hai đều là trúc cơ kỳ, một người trúc cơ tầng 7, một người trúc cơ tầng 8. Rất nhanh cái bóng màu đen của Đà Tập đã chiếm thượng phong, đánh cho cái bóng màu đen của Cô Minh liên tiếp rút lui, cực kỳ nguy hiểm người của bộ tộc định ất thấy thế lo lắng không thôi lại bất lực thực lực tổng thể của bộ tộc khê bích mạnh hơn người của bộ tộc định ất một chút tộc nhân bộ tộc định ất ngã xuống cũng nhiều hơn bộ tộc khê bích mấy người lữ thiếu khanh nói với kế ngôn ra tay đi chúng ta giúp bộ tộc định ất kế ngôn lười ra tay hắn ta nói tiểu y muội lên đi tiêu y gật đầu ngay cả kiếm cũng không cần chỉ vào bóng đen của đà tập thực lực của nàng nếu đối phó với người trúc cơ kỳ, đều coi như lấy lớn hiếp nhỏ. Một kiếm ý vô ảnh hạ xuống, tựa như xét đánh, đánh thẳng vào đỉnh đầu bóng đen. Quái vật màu đen đang chiến đấu run rẩy cả người, vội vã điên cuồng gào thét lên, âm thanh để lộ ra sự hoảng sợ, sau đó ôm đầu nổ tung thành vô số mảnh vỡ trong ánh mắt khó tin của mọi người. Mà tộc trưởng bộ tộc Khê Bích đà tập lại miệng phun máu tươi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh cái bóng đen chiến đấu với nó lại nhân cơ hội đồng loạt xông lên nuốt chửng toàn bộ những mảnh vỡ này. Thân thể bóng đen cắn nuốt mảnh vỡ màu đen đột nhiên bành trướng, biến thành gấp đôi lúc đầu, giống như một quả cầu đầy khí. Ngay khi mắt thấy sắp nổ tung, cái bóng màu đen mãnh liệt lui vào trong thân thể côn kỳ. Mà thân thể côn kỳ cũng bắt đầu run rẩy, hơi thở của hắn ta bắt đầu kéo lên, giống như ăn xuân dược, rất nhanh liền đạt tới cảnh giới trúc cơ tầng 8 dễ dàng như uống nước. Lữ Thiếu Khanh rất hâm mộ, phương thức đột phá này thật sản khoái, nếu ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Phương thức tăng lên như vậy không biết còn lại bao nhiêu công phu. Kế ngôn lại vô cùng kinh bỉ đối với việc này, tà môn ngoại đạo. Những người này cũng vậy, đáng bị giết. Những người này tuyệt đối có liên hệ rất lớn với quái vật màu đen, sớm giết sớm an tâm. Lữ Thiếu Khanh an ủi, không vội, không vội, thử tiếp xúc với bọn họ xem sao ở phía dưới người của bộ tộc khê bích phát hiện tộc trưởng của mình hôn mê chiến bại sợ tới mức cũng không có lòng ham chiến kẹp lấy đà tập rút lui trước người của bộ tộc định ất bởi vì tử thương rất nhiều cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rút đi tộc trưởng đột nhiên tăng thực lực làm cho bọn họ vui mừng quá đỗi nhao nhao vây quanh tộc trưởng hộ pháp cho hắn ta lại qua gần nửa ngày côn kỳ mở mắt khí tức trên người bộc phát, khí tức cường đại ép tới người của bộ tộc định ất không thở nổi. Nhưng trong mắt bọn họ đều là sự hưng phấn vô cùng, nhao nhao hô to. Chúc mừng tộc trưởng! Chúc mừng tộc trưởng! Chúc mừng công lực của tộc trưởng tiến thêm một bước. Ha ha, bởi vậy, người của bộ tộc Khê Bích không dám kiêu ngạo. Ngày bộ tộc định ất cuộc khởi đã tới. Trên mặt cung kỳ lộ ra nụ cười, không ngờ lần này có thể cắn nuốt phân thân tế ti của đối phương, giúp cho thực lực của hắn ta tiến thêm một bước. Chẳng qua vào lúc này, các cửu thân là nữ nhân đột nhiên đưa ra nghi vấn, tại sao phân thân tế ti của bộ tộc Khê Bích lại đột nhiên nổ tung. Vấn đề này làm cho mọi người ngừng hoang hô, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết gì. Ngay cả công kỳ cũng không rõ ràng lắm, hắn ta cũng không biết tại sao đối thủ lại đột nhiên nổ tung. Ngay khi mọi người đang đưa mắt nhìn nhau, trăm mối vẫn không có cách giải bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một giọng nói di các ngươi ở chỗ này làm gì vậy đám người côn kỳ kinh hãi vội vàng ngẩng đầu liền thấy được ba bóng dáng chậm rãi rơi xuống từ trên trời thanh niên áo trắng vẻ mặt lạnh lùng tản ra hơi thở xa lạ thanh niên áo lam tươi cười làm cho người ta có cảm giác như gió xuân làm cho người ta sinh hảo cảm thiếu nữ váy dài màu xanh nhạt nụ cười ngọt ngào giống như tiểu muội muội nhà bên làm người ta muốn sinh lòng che chở. các ngươi là ai? ba người đột nhiên xuất hiện, nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. cung kỳ không dám khinh thường, trong lòng tràn ngập cảnh giác. chẳng qua lần này thực lực hắn ta tăng nhiều, trong lòng tràn đầy tự tin, cũng không sợ đối phương có ác ý gì. lữ thiếu khanh nói, ba người chúng ta đi ngang qua nơi này, phát hiện các ngươi đang đánh nhau, không đành lòng nhìn mọi người huynh đệ tương tàn ra tay muốn ngăn cản một chút kết quả không cẩn thận xuống tay nặng không làm bị thương chư vị chứ lữ thiếu khanh cười hết sức thành khẩn nói trong lời nói lộ ra xin lỗi nhưng lại làm cho đám người côn kỳ âm thầm kinh hãi không cẩn thận ra tay nặng thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu ta là tộc trưởng của bộ tộc định ất côn kỳ không biết ba vị đến từ phương nào ta tên là trương chính đây là sư huynh của ta ngươi gọi kế công tử là được rồi đây là sư muội của ta, gọi Tiêu cô nương. Về phần chúng ta đến từ đâu xin thứ cho ta không thể nói." Cung Kỳ nghe vậy, trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Rõ ràng không muốn nhiều lời, nếu còn tiếp tục hỏi, chính là không hiểu chuyện. Lại là một phen hàng huyên, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, "Cung tộc trưởng, chúng ta bị lạc đường tới nơi này, không biết có thể đến chỗ các ngươi ở vài ngày hay không?" không có quá nhiều khách sáo với những người có thực lực thấp này trực tiếp đưa ra mục đích của mình nếu như không thức thời vậy cũng đừng trách lữ thiếu khanh không nể tình chẳng qua côn kỳ cũng rất thức thời tuyệt đối không hề từ chối đối với chuyện này ba vị có nguyện ý làm khách của bộ tộc định ất đó chính là vinh quang của bộ tộc định ất không có bất kỳ thu hoạch gì ở đây hơn nữa càng ngày càng nhiều quái thú hung thú tụ tập côn ngải quyết định lập tức rời đi trở về bộ tộc đem theo tất cả thi thể trở về côn ngãi chào hỏi một tiếng người của bộ tộc định ất bắt đầu mang thi thể trên mặt đất lên cho dù là thi thể của bộ tộc khê bích cũng mang đi tiêu y nhìn thấy trong lòng hiếu kỳ thấp giọng nói dị sư huynh bọn hắn đem thi thể của kẻ địch về mai táng luôn sao như vậy xem ra cũng không tệ nhỉ ở nơi khác thi thể của kẻ địch không nghiền xương thành tro đã tính là nể tình rồi chịu an táng giúp đây tuyệt đối là người tốt thân quyến của người chết nếu nhìn thấy phải nói câu tạ ơn trước sau đó mới rút kiếm báo thù trước mắt người bộ tộc định ất có vẻ là người tốt lữ thiếu khanh biểu môi cái đó cũng chưa chắc nói không chừng còn có tác dụng khác tiêu y không tin thi thể còn dùng làm gì được lữ thiếu khanh lập tức khổ cập kiến thức cho tiêu y thi thể có nhiều tác dụng lắm đấy tà môn ma đạo có thể đem thi thể đi luyện đan luyện chế khôi lỗi thậm chí thân ngoại hóa thân cũng có thể luyện chế được dầu gì lấy về ủ làm phân bón cũng là một lựa chọn rất tốt tiêu y bị nói đến sắc mặt trắng bệch nhị sư huynh huynh đừng nói nữa nghe sợ quá lữ thiếu khanh làm như không nghe tiếp tục phổ cập kiến thức cho sư muội mình thậm chí loại tiểu nha đầu như muội cho dù có thết cũng có thể đem đi làm lô đỉnh có một vài kẻ biến thái rất thích nhân lúc còn nóng sắc mặt tiêu y càng thêm trắng bệch. Các cửu được mệnh danh thiên tài quay đầu thoáng nhìn ba người lữ thiếu khanh ung dung sau lưng, ba người này rất nhẹ nhàng đuổi theo tốc độ của bọn hắn mà không hề có chút phí sức nào. Trên mặt các cửu mang theo lo lắng, nàng ta tới gần một chút, nói khẽ với cô ngải, tộc trưởng, cứ thế dẫn bọn hắn về bộ tộc, không sợ à. Đối với ba người lữ thiếu khanh, trong lòng người bộ tộc định ất có rất nhiều nghi vấn. Cảm thấy bọn hắn không rõ lai lịch, tùy tiện đưa về bộ tộc sợ rằng sẽ xảy ra những biến cố khác. Lãng Phong cũng vậy, hắn ta thấp giọng nói, ba người không rõ lai lịch, mang về, lỡ như định làm chuyện gì sẽ tạo ra tổn thương rất lớn cho bộ tộc. Cô ngãi lòng tin tràn đầy, yên tâm đi, có ta đây. Hơn nữa, không phải còn có tế tư đại nhân sao? Nhắc đến tế tư đại nhân, các cửu và lãng phong mừng rỡ, vẻ lo lắng trên mặt được quét sạch sành xanh dường như tế tư đại nhân trong miệng bọn hắn vô cùng cường đại, khiến bọn hắn vô cùng tự tin. Đi rồi đi, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại gần, "Công tộc trưởng, đánh nhau với các ngươi là ai vậy?" Không cẩn thận ra tay nặng, người kia không sao chứ? Ta vẫn muốn nói lời xin lỗi với hắn, không ngờ bọn hắn lại đi nhanh như vậy. Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh tràn đầy ngại ngùng. Trong lúc nhất thời cô ngãi không biết nên nói gì. Một lát sau, ông ta mới ho khan cười một tiếng trương công tử không cần lo lắng bọn hắn là bộ tộc khê bích gặp được công tử ngươi cũng coi như bọn hắn không may ôi chao lữ thiếu khanh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ gãi đầu một cái vô cùng ngại ngùng không nói xin lỗi trong lòng băn khoăn quá lúc trước đáng lý nên phân tán sức lực đồng loạt ra tay với hai người các ngươi như vậy sẽ không gây ra kết quả như thế này cô nãy giật nảy mình ngươi còn muốn ra tay với ta côn ngãi đắn đo khó định được thực lực lữ thiếu khanh trên mặt chỉ có thể lộ ra nụ cười không tự nhiên chờ trở về bộ tộc nhờ tế tư đại nhân xem thử rốt cuộc bọn hắn có năng lực như thế nào lữ thiếu khanh tiếp tục hỏi côn ngãi côn tộc trưởng đây là đâu với chuyện này thì côn ngãi không mấy hoài nghi ông ta nói nơi này tên là cứ như vậy trên đường đi lữ thiếu khanh như một đứa trẻ hiếu kỳ đông hỏi một chút Tây hỏi một chút, cũng biết được không ít chuyện. Rất nhanh bọn hắn đã đi tới bộ tộc Định Ất. Bộ tộc Định Ất tọa lạc dưới chân một ngọn núi, quy mô không tính lớn, nhân số cũng chỉ 4-500 người, chỉ có thể xem như một bộ tộc nhỏ. Như ở một nơi hiếm thấy màu xanh này, có núi có nước so với chung quanh hoang vu thì nơi này cũng được xem là một ốc đảo. Phạm vi ốc đảo không phải lớn, phương viên tầm 7-8 dặm, nghe nói bên bộ tộc khê bích cũng không kém nơi này bao nhiêu theo tình báo lữ thiếu khanh tìm hiểu được còn có ốc đảo lớn hơn nữa tuy nhiên những ốc đảo đó bị những bộ tộc lớn hơn chiếm cứ thực lực bọn hắn mạnh hơn cao thủ nhiều hơn nơi này cũng không phải cả năm không có mặt trời cách mỗi hai tháng sẽ có mặt trời một lần thời gian kéo dài từ mấy ngày đến một hai tháng không chừng tuy nhiên nghe nói sau khi có ánh sáng mặt trời gần như tất cả mọi người đều sẽ bị bệnh cho nên những người bọn hắn rất không thích ánh mắt. Sau khi trở về bộ tộc, cô ngải không lập tức thu xếp cho Lữ Thiếu Khanh bọn họ mà cười nói với ba người Lữ Thiếu Khanh, ba vị, chúng ta phải đi bái kiến tế tư đại nhân, ba vị đồng ý đi cùng chứ. Vẻ mặt cô Ngãi bình tĩnh nhưng suy nghĩ thật sự thì chỉ có ông ta mới biết. Với chuyện này Lữ Thiếu Khanh cầu còn không được, hắn vui vẻ đồng ý, hay quá, đúng lúc ta cũng muốn chiêm ngưỡng tôn dung tế tư đại nhân một phen. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của đông đảo tộc nhân bộ tộc định ất, ba người Lữ Thiếu Khanh đi theo sau bộ tộc định ất. Cô ngãi mang theo tất cả tộc nhân bao gồm cả trẻ con đứng ngay ngắn thẳng hàng, vô cùng nghiêm túc, không hề phát ra chút âm thanh nào. Trước mặt bọn hắn có một sơn động, tuy nhiên sơn động bị sương mù màu đen bao phủ, không cách nào nhìn thấy bên trong. Thần thức của đám người Lữ Thiếu Khanh và linh thức của tiêu y lặng lẽ thi triển, nhìn thấy bên trong là một hang động cao mấy mét, rộng hơn 10 mét giữa hang động có một quái vật màu đen đang nằm. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn lạnh lẽo, quả nhiên là loại quái vật màu đen mà bọn hắn từng gặp. Con quái vật này nằm chính giữa, nhắm hai mắt, hơi thở kéo dài giống như đang ngủ. Mặc dù nó chỉ là loại quái vật cấp thấp nhưng vẫn đủ để dẫn động sát ý của kế ngôn. Sát khí trên người kế ngôn không tự nhiên phát ra khiến người bộ tộc định ất sợ đến trung lẫy bẫy, giống như đối mặt với một con hung thú thao thiên. Lữ Thiếu Khanh nhận ra sát khí của kế ngôn liền huyết vai hắn ta, thu liễm một chút, đừng dọa mấy tiểu bằng hữu sợ hãi. Mấy người Côn ngải cũng phát hiện sau lưng có chút gì đó là lạ, lạ, nhưng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh vẫy vẫy tay với ông ta, vẻ mặt tươi cười. Côn Ngãi không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ông ta vung tay lên. Tộc nhân bộ tộc định ức khiêng thi thể hai bên lần lượt tiến vào, đưa thi thể vào trong hang động đại trưởng lão của bộ tộc một đàn ông người trung niên dẫn đầu chúng tộc nhân quỳ xuống lớn tiếng hô to cung thỉnh tế tư đại nhân quái vật màu đen tỉnh lại đôi mắt đỏ ngầu mở ra một cổ khí tức tàn bạo lập tức tràn ngập quái vật màu đen đứng dậy phát ra tiếng gầm nhẹ tuy nhiên âm thanh bên trong không truyền ra ngoài toàn thân nó từ trên xuống dưới tản ra một cổ sát ý tàn bạo quái vật đứng lên lữ thiếu khanh không kìm được thấp giọng chửi một tiếng hóa nó thứ này mà có cả giống cái. Quái vật có hình dạng loài người, toàn thân được bao trong vảy giáp màu đen, ngực vô cùng phát triển, nhìn một cái là có thể xác định giới tính của nó. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh phát hiện nơi quái vật nằm có từng đạo trận văn. Trận văn màu được được phát họa công công vẹo vẹo khiến Lữ Thiếu Khanh vô cùng hoài nghi những phát họa này là do quái vật làm. Dù sao thì trông cũng xấu quá, giống như tùy ý phát họa. Hơn nữa Lữ Thiếu Khanh còn không thể nhận ra được đó là trận pháp gì. Quái vật nhìn tầm 10 cổ thi thể được đưa vào hang động, quái vật há miệng, trong miệng nó bay ra một ít sương mù màu đen tiến vào trên người những cổ thi thể này. Tiếp đến, những cổ thi thể này như có sinh mệnh đứng lên, thân thể lung la lung lay, rất giống mấy bộ phim ma Lữ Thiếu Khanh đã từng xem ở kiếp trước. Quái vật lui sang một bên, gầm nhẹ một tiếng với những thi thể này. Tầm 10 cổ thi thể tự hồ nghe hiểu lung la lung lay đi đến trên trận pháp, trận văn màu đen sáng lên quang mang hắc sắc. Những thi thể này liên tiếp biến mất trong huyệt động. Lại là truyền tống trận, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó có thể tin. Có dạng truyền tống trận này sao, tầm 10 cổ thi thể truyền tống sau khi đi thì còn để lại trên đất một cổ thi thể. Sau khi truyền tống đi hơn 10 bộ thi thể, dường như quái vật màu đen có vài phần mệt mỏi. Sau khi nó nhìn thi thể trên mặt đất thì há miệng ra, thi thể bị cuốn đến trước mặt nó tiếng nhai nuốt vang lên tiêu y ở bên ngoài sắc mặt trắng bệch che miệng suýt chút nữa thì nôn lữ thiếu khanh thấp giọng hỏi các cửu ở bên cạnh những thi thể này sau khi ném cho tế tư đại nhân thì sẽ như thế nào các cửu được an bài đi theo bên cạnh ba người lữ thiếu khanh vừa giám sát cũng vừa tiếp đãi các cửu lắc đầu tế tư đại nhân chỉ nói là sẽ đưa bọn hắn đi đến nơi cần đi người nói tế tư đại nhân có ăn bọn hắn không? Các cửu tiếp tục lắc đầu, ngươi nghĩ tế tư đại nhân là ai? Nó đâu phải quái vật gì? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng vu khống tế tư đại nhân chúng ta, nếu không nơi này không chào đón ngươi. Các cửu nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đã trở nên có mấy phần bất thiện, cảm giác đối với lữ thiếu khanh liền xấu đi. Dám nói xấu tế tư đại nhân chắc chắn không phải người tốt lành gì. Lữ thiếu khanh sắc mặt cổ quái hỏi, tế tư đại nhân hình dạng thế nào ngươi gặp qua chưa ngoại trừ đại trưởng lão không phải ai cũng có tư cách bái kiến tế tư đại nhân các cửu có cảm giác vô cùng không tốt với lữ thiếu khanh nên giọng điệu nói chuyện rất qua loa lữ thiếu khanh nghe vậy liền nói bóng nói gió nói vậy có nghĩa là rất nhiều người các ngươi đều chưa từng gặp tế tư đại nhân đúng không hừ thậm chí các cửu liếc lữ thiếu khanh một cái lười nói chuyện ngươi rất sùng bái tế tư đại nhân lữ thiếu khanh lại hỏi hừ các cửu vốn định không để ý tới nhưng nghĩ nghĩ vẫn là trả lời ngữ khí không được tốt lắm tế tư đại nhân là người ta sùng bái nhất nhờ có nó ở đây bộ tộc mới có thể hưng thịnh phồn vinh trở nên cường đại hơn lữ thiếu khanh không hỏi tiếp mà cười hắc hắc nhẹ nhàng vung tay lên sương mù màu đen trước hang động đột nhiên bị thổi tan lộ ra cảnh tượng trong huyệt động Quái vật màu đen đang nhai nuốt ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm nửa cổ tàn thi, huyết dịch màu đỏ thẩm thuận theo miệng quái vật chảy xuống, nhỏ trên mặt đất. Đám người bộ tộc định ất và côn ngải đều ngây dại. Hai bên đều ngơ ngẩn ngay tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hiện trường trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh.